Cảm ơn các hội viên YouTube và Patreon đã ủng hộ Thiện, đặc biệt là Thoos ở tier chân nhân, Kat và Habaki ở tier hiệp sĩ cùng các bạn khác. Nguồn tài chính của mọi người đã giúp Thiện vững tâm hơn trong khi tạo dựng các nội dung về game nhập vai, cũng như xây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai ở Việt Nam phát triển và lành mạnh. Các bạn khán giả xem kênh của mình có thể tham gia Discord Funky Dungeon Master để theo dõi trực tuyến những buổi chơi của campaign Thám Tử Nước Sâu mỗi tối thứ năm, đồng thời tham gia chơi các game nhập vai trên Discord của bọn mình. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Thám Tử Nước Sâu, session thứ tư. Trong buổi trước, văn phòng thám tử của chúng ta đã có một buổi liên hoan nhẹ cùng với những người trong cùng ngõ Chosco. Một thời gian nghỉ ngơi đôi chút sau khi mà vừa xong một vụ việc. Thế rồi, có vẻ một cái quá khứ nào đấy mà mọi người không nhớ bắt đầu dần ập đến với mọi người. Bắt đầu từ việc Văn nhận ra là không thể nhớ những gì mình đã làm cuối tuần trước, và trùng hợp thay tất cả mọi người trong văn phòng cũng thấy vậy. Mọi người đã đi tìm hiểu ở quận cả để lần lại những dấu vết trước đây, tìm thấy chiến trường của một trận ẩu đả giữa hai băng đảng khét tiếng trong thành phố, Zentarim và Sanata. Trong quá trình tìm hiểu, mọi người đã đi từ nhà kho của Zentarim xuống đến cổng chỗ của Sanata và chợt nhận ra rằng đáng ra dưới đấy cũng phải đang bị cảnh sát phong tỏa. Nhưng theo kiến thức của Mộng, lúc xuống không thấy có ai ngoài một cái xác nằm dưới đất. Chúng ta sẽ tiếp tục ngay tầm này từ chỗ tiếp diễn của tập trước. Một mặt trời giờ đã xuống phía biển, ánh sáng đỏ leo lét lóe lên trên bầu trời của thành phố cũng bắt đầu tối dần. Hiện giờ những thành viên trong văn phòng thám tử của chúng ta vẫn đang đứng ngay bên ngoài nhà kho của bọn Gentry. Đường trong ngõ này có lẫn tí tuyết, có lẫn tí lầy lội bùn lầy nước từ biển. Không khí ở nơi đây khá ngột ngạt, và nhất là ngay cạnh khi chiến trường có vẻ là đẫm máu đã được dọn sạch đi rồi. Ở trong nhà kho kia, mọi người đang đứng trước cái miệng nắp cống quyết định xem hành động tiếp theo của mình là gì. Mời mọi người. Cảm muốn đi về. Mình đã có khá là ít thông tin, đừng nên dấn thân vào nguy hiểm. Tại sao mình không nói thẳng với anh đằng kia là cái thằng dưới cống chết rồi? Em muốn cái việc này là của em muốn tìm hiểu được nó nhiều hơn. Đấy là mày muốn. Đúng vậy. Một lần là chưa đủ à? Em nghĩ là cái việc mà mình đang điều tra này, mình phối hợp cùng với chính quyền thì cũng sẽ tốt hơn đấy. Mình còn vốn không được điều tra em. Ừ. Mình đừng để cái sự tò mò tự chết chết mình thế được không bác? Đủ rồi bác ạ. Mọi người ở trên đi, em sẽ đi xuống dưới. Ít nhất em muốn xác định đó có thật sự phải là anh cảnh sát tên gì anh quên mất tiêu. Kiểu ý dũng, kiểu ý dũng. Em thật sự muốn biết cái đó phải là anh Dũng không? Thế thì em cũng xuống với anh Văn nhá, bởi vì dù sao em cũng muốn xử lý cái xác đấy. Mà đi đâu mình? Em không biết nữa, để em ra em xem cái nắp cống thử. Thì thằng mình nó mới đi lon ton ra, nó đi xem thử cái nắp cống. Em dùng cái Sudden Fall ở trong cái Unlucky Kit của em nha. Em rớt xuống cống nha. Ok. Mời em miêu tả. The plot thickens. Mình không biết là mình có nên đi xuống giếng hay không. Đi xuống hố hay cống hay không. Cái nhân đó thì nó không muốn xuống cống cho lắm, nhưng mà như sự tò mò giết chết con mèo đó, nó cứ nhìn xuống, hình như có cái gì lấp lánh ở dưới kia kìa, càng nhìn xuống và mình lột mẹ cổ xuống cống, nhưng nó không gãy cổ hay gì cả. Việc té ngã với nó là một chuyện rất là quen thuộc rồi, nhưng mà nó rớt cái bẹp xuống dưới cống, sau đó nó vọng lên, mọi người ơi, em lỡ xuống rồi xuống luôn đi, chứ em lười leo lên á. Con nào tháo cái dây của tao? Yuki ôi không, mày ơi, Yuki nhảy xuống. Anh đợi câu đối vọng lên phải là em ổn. Cái câu vọng lên em ổn chưa kịp cất ra thì Yuki đã nhảy xuống cái bẹp rồi. Đúng rồi. Bạn có muốn nhảy đè lên người mình không? Chắc là không đâu, gãy cổ ở đấy. Mình bước qua phải một bước để mà không dính Yuki. lăn qua phải một nhịp. Ủa có cầu thang mà sao Yuki lại phải nhảy xuống? Cho phản xạ ấy. Nhưng mà nhảy xuống vui mà. Nhanh nữa. Tại sao?
Văn sẽ quay qua chị Mộng. Hai đứa xuống rồi, chị uống xuống không? Em sẽ xuống á. Xuống. Mày ăn một mạch đi. Bà sẽ chửi bậy rất nhiều. Bà sẽ chửi vang vọng một vùng luôn. Có tiếng lại một xíu. Hai anh khi nghe thì chúng ta đi lần nữa đấy. Chờ lúc mày chọn xuống đấy là mày xác định mày đi rồi. Ôi trời ơi, chân già của tao. Ôi má, tao sẽ không đi khúc. Thế Yuki sẽ chọt chị Mộng không? Ủa thế cái xác đó ở hướng nào nhỉ? Đi thôi ta. Lúc mà Minh và Yuki rơi xuống thì cũng có ướt một chút, hai lần ôm, xong rồi một giây sau ôm một tiếng to hơn. Rồi cũng là hai thanh niên Văn và Mộng đi cầu thang xuống. Tao già rồi, thân thể nó gãy xương. Ôi trời. Hai người có thể đứng xa xa ra một xíu được không? Nó hơi hôi rồi. Ôi trời, cái này quan trọng gì gọi là hòa nhập với môi trường mà. Cái này vẫn còn là thương hồn sẽ lại cả cái hồi mà đi xuống làm từ thiện cho mấy cái hội người nghèo khổ ở dưới đấy còn... Thôi, không sao đâu, nói nữa chắc là tối nay ăn cơm không ngon. Lúc bà né khỏi Yuki, mình đã cũng lại thấy cái thứ sáng sáng mà mình nhìn thấy từ bên trên. Cái thứ mà đã phản sáng ánh sáng hơi hửng đỏ của bầu trời lúc này. Có vẻ như mình vơ tay lấy... là một cái dây chuyền. Ừ, nó bật bật bé đấy. Để tao cầm. Cái dây chuyền mà ở cái chỗ đính vào đấy có một cái hộp nhỏ, có kiểu như là một cái locker. Ừ, kiểu nó là cái mở ra nó là cái ảnh. Thì khi mà nhìn vào trong đấy là ảnh của một người phụ nữ rất là nghiêm trang. Nhưng mà khi mà cầm lên nhìn, có vẻ là với cái sự cái sự kiểu lăn lộn ở dưới chỗ cống, mà có thể là từ lúc mà mọi người nhảy xuống làm xáo động mọi thứ, cái phần ảnh đấy cũng lại có thể mở ra thêm lần nữa, thấy phần bên trong có vẻ như là nó có thể đựng cái gì đấy nhưng mà không có gì trong đó. Cái này nhá, ví dụ đây là bản phóng to, nó chỉ tầm thế này, mở ra trong này là cái ảnh, mở ra lần nữa trong này là có một cái khoảng trống. Nó có dấu vết của cái thứ gì đã từng ở trong đó mình? Mùi, màu. Nó hiện tại thì mùi nó là một mùi, mùi cống. Màu không có. Còn cái người phụ nữ đó, em nhìn vào có thể biết được người đó thuộc tầng lớp nào. Chỉ dựa theo trang phục hay là cái cách họ chụp ảnh ấy. Đây là một người phụ nữ tầng lớp cao quý. Mình ở thành phố này không lâu nhỉ? Có đọc lịch sử về thành phố? Có chứ anh, em rảnh mà. Vậy thì Minh sẽ nhận thấy đây là quý bà Brandaf, vợ quá cố của lãnh chúa The Gold Never Ember. Người lãnh chúa đã bị trục xuất khỏi thành phố vì trốn thuế. Em toàn đọc cái tên của ông là Never Remember không? Không bao giờ nhớ. Không bao giờ nhớ. Em không đưa ra câu mộng nữa nha. Em thà em lấy em đeo lên cổ còn hơn là em đưa cho cô Mộng. Mộng với đường dĩ kịch câm em không có đọc được thủ cử đâu. Cứu. Cái xác ở đâu nhỉ? Ở dưới này có xác á. Vui thế. Ở dưới này có xác á. Đường đang không bật mic được à? Ok ok ok. Hình như mic của Nuni thì... cũng bị rớt sound card anh ta. Oh my god. Biết mà. Rồi đó. Rồi rồi. Vậy thì Mộng sẽ chỉ đường cho mọi người đúng không? Ok. Mọi người đã thấy được là sau khi đi qua vài ngã rẽ thì đã đến được nơi mà có cái cánh cửa. Nó giống như một phòng kiểu sửa chữa hoặc là bảo trì cống. Và trong cái sự tối tăm ở dưới này thì mọi người chỉ nhìn thấy được mờ mờ những cái gì của cái cửa đấy. Mộng lúc đấy, nãy là đi lên mở hay đóng? Đóng chưa? Đóng anh. Lúc nãy là em hé ra em ngó thấy cái xác em đóng vào, đi lên. Rồi, đóng lại. Đi lên, rồi, cái cửa đang đóng. Mộng nếu mà nhìn rất kỹ thì có thể thấy ở phía dưới đất chỗ cái cửa, cái đường mà cửa mở ra thì có một chút vết máu. Trong đó, bèo lên. Nếu là nhấc lên một tí thắng mở nhá, nó hơi kẹt. Rồi mày mở đi, mày đứng nhìn tao, mày bắt tao bê cửa. Để em. Chị dịch ra. Yuki. Xoạch cái. Mở toang.
có thèm nhấc nó lên không hay là có thể kiểu nâng nó lên một tí rồi mở không, hay cứ thế mà kéo cụ đấy bắt xôi thôi. Cứ thế kéo đi, cứ thế kéo. Cửa nó lê trên mặt đá ở dưới cống. Ta bảo nhấc lên. À nhấc lên à? Ok. Ok, để em làm lại lần nữa này. Anh thấy buồn như điều này lắm. Đấy, chỉ xác. À, Yuki sẽ bắt đầu chuẩn bị làm ritual để cho nó siêu thoát. Từ, để tôi kiểm tra trước đấy. À, ok. Mọi người có đang dùng đèn không? Hay là dùng đuốc gì đó? Mọi người có đang dùng đèn hay đuốc gì không? Có đắc vision anh. Có đắc vision á. Ok. Còn đuốc, em xin lỗi. Tao là con người, tao là sustainable human. Hai đứa elf với half elf kiểu em có đắc vision anh. Hai người còn lại kiểu không. Còn tụi tao sao? Thằng này là gì nhỉ? Mới ít nhất thằng Văn thấy được trong đêm nha. Cô mộng là mù. Nó là người, Ngọc cũng biết nó là người đây. Tao bật đính chính Yuki tự nhiên có đắc vision, nó là crystal line ấy, trông nó y hệt người mà không có tay ép được. Tao bật đuốc, em bật đuốc. Nó cái ok. Nào anh bật do your thing. Em dùng sen để cảm nhận cái xác được không? Được rồi. Em muốn làm như thế nào? Từ, em muốn cảm nhận cái xác như thế nào? Để một sau một hai câu miêu tả. Em muốn xem cái xác đã chết lâu chưa. Cảm nhận coi phần hồn của người này vừa mới rời khỏi xác của người này trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu. Ờ. Rồi, mời em xem. Cái cơ đi. Em còn không phải có. Ơ hôm nay mình hỗ trợ ai nhỉ? Vâng. Kiếm thêm một cái nữa đi kìa. Anh Tô Vân. Ôi đấy chứ. Ôi giả. Rồi, flavor này. Văn đang hòa nhập với thế giới tâm linh để cảm nhận nó chắc lâu chưa. Đang chưa cảm thấy gì lắm. Minh nhìn xuống. Ủa chú ơi, người ta còn thở. Lấy hồn đi, lấy hồn đi. Mình nhìn Văn đang cảm nhận như thế giới tâm linh, thằng nhỏ quỳ xuống bắt mạch. Chú ơi còn mạch. Không được sớm luôn. Đừng cảm nhận, hiểu đi, hiểu đi. Chú ơi, cu quân. Hồi máu thì hồi máu. Hay là để tao đâm phát cho đi luôn nhá. Ý là em có thể nào dùng study để mà nghiên cứu xem người này bị cái gì không anh? Xem em không em cần mô tả thiết phải em không cần phải lăn. Cái này nếu mà mọi người đều có đuốc để nhìn thì có thể dễ dàng thấy là có vẻ người này bị đập đầu vào cái tường bên cạnh rất mạnh. Cái vết cái tường đối diện mà chỗ người đấy đang nằm phục có một cái vết máu tầm chỗ này, tầm cao tầng này tóe ra xong rồi chảy xuống. Trượt. Cho em đi lục lọi trong phòng có gì vui không vậy? Chỉ được đâu có giấy tờ gì để lại anh? Hoặc là thằng nào là quên cái gì? Cái vết đập đầu đó là ngang với là cái mặt của mình, cũng là ngang với là cái mặt của cái người đó luôn đúng không? Ngang với mặt tầm chiều cao của người đó. Này trong cái lượng máu thì nó khá là mạnh, kiểu là hoặc là chạy cực nhanh thì phải đâm vào như vậy, hoặc là có lực đẩy. Kiểu nó nhìn sang Yuki. Biết không ý gì đâu, tao nhìn thôi. Áo khá mới. Em không biết gì hết. Ai biết là gì? Em có thể kiểm tra xem coi cái người đó còn có chảy máu không anh? Người đấy vẫn đang chảy máu ở dưới. Ok, em sẽ em kiểm tra xem đấy có phải là Dũng không được không? Is that Dũng? Không phải Dũng không? Đây một điều quan trọng anh. Khi mà mọi người nhìn người này kỹ hơn thì có thể thấy là đúng, đó là Tiểu Quý Dũng. Oh my god. Dạ, ví dụ sai healing word một máu thì healing word cho ông đứng ngồi dậy đúng không? Anh đừng gặp nó nữa. Lại đi nói chuyện đi. Đây là lần đầu tiên nhân vật Văn heal trong cái campaign này. Có muốn miêu tả gì đặc biệt không? Văn nó sẽ để tay lên trên người, trên ngực của Thiếu Quý Dũng. Xong nó ngồi bắt đầu nó tụng niệm.
mọi người có thể thấy được là một cái luồng sáng chạy từ trên người nó sẽ truyền qua chỗ người Tiêu Ý Dũng và Tiêu Ý Dũng được hồi máu. Cái vết sáng đấy dần dần lan tỏa lên qua người của Tiêu Ý Dũng và vẻ là cái phần vết thương ở trên đầu Tiêu Quý bắt đầu lành lại đôi chút qua cái vết sáng đấy. Tiêu Quý Dũng dần mở mắt, vẫn ú ớ cái gì đấy nhưng mà vẫn rất hiện tại vẫn rất yếu. Nghỉ ngơi đã anh ơi. Bình tĩnh rồi trình bày. Ê không ấy thì mày làm lại đi Văn, mày hát đi, có khi nó được nhiều hơn cho xem phim này thế. Chị ơi, cái của em nó em không cần hát chị. Mình có cần đem chú ấy đi ra ngoài không mọi người? À, có, chứ... chúng ta sẽ phải mang Tiêu Dũng ra ngoài đó. Anh mang đi đâu? Trả lời cho Mộng một tí nhé. Cái đây không chỉ là một căn phòng, không thì nhìn nó có vẻ là một liên kết của rất nhiều phòng, giống như nó đi vào thêm bên trong nữa. Ngay cái chỗ hành lang mà mọi người vừa mở cửa ra thì wow, trông nó như một cái hành lang. Trong cái chỗ này cũng có một vài cái đường, khi mà mọi người đã để ý và Mộng thời gian xem xét xung quanh hơn, cũng có một vài cái chỗ vẽ hình người đã chết, có vẻ như là các cái chỗ cảnh sát làm đã qua điều tra. Nó có nhiều phòng đúng không anh? Cho em smith từng phòng một đúng không? Em được. Kiểu từng phòng một lại hé ra nhiều tí. Được. Cần lăn không ạ? Có cho anh lăn rồi anh sẽ độ độ khó à không từ từ độ hiệu quả trung bình, độ rủi ro trung bình. 5. Mộng, trong khi mà mọi người chăm sóc cho Thiếu Ý Dũng thì tiếp tục đi vào. Qua từng phòng thì Mộng tiếp tục thấy những cái hình vẽ mà người đã chết ở trên mặt đất. Có vẻ như là không nhiều bằng cái bên trên, bằng cái nhà kho bên trên. Đặc biệt là khi đến một cái phòng có vẻ là như một cái phòng họp mặt gì đấy, kiểu nó rộng hơn và nó có một số cái bàn ghế. Thì trong phòng này có tập trung tầm hai cái xác. Và khi mà vào phòng này thì Mộng cảm thấy một cái nguồn năng lượng gì đấy, kiểu nó rất là cô đặc, nó rất là kiểu như không khí chết ở trong này ấy, không khí không thoát được. Và kèm theo đấy có một cái luồng năng lượng gì đấy khiến Mộng rất đau đầu. Kiểu đột nhiên một nửa đầu của mình nó nhức lên. Em tìm có cái bạn cái tưởng là bàn tay đỏ lên thì điểm danh ở nhà chị. Tôi điểm danh vừa đấy, thường là không sao. Trong này có vẻ là không có cái tường đó như vậy. Okay. Là nhìn đúng quá, sao bọn nó lại họp dưới cống nhỉ? Em sẽ vòng ra ngoài. Người hẹn cái đấy là đúng rồi. Anh sẽ miêu tả nốt một tiệm là trong cái phòng này có vẻ một đầu của cái bàn này bị kiểu có rất nhiều vết chém, vết đập, kiểu như là có một cái trận đánh nhau khá nảy lửa đã diễn ra ở đấy. Và xung quanh thì có một hai phòng nhỏ khác, kiểu như dưới cống mà các cái phòng mà có van vặn này vặn kia, nhưng mà có những cái xích ở đấy, hiện tại không có ai. Dưới mặt đất có vài vết máu lấm lem giống như là những cái phòng được dùng để bắt người và tra tấn. Trên bức tường ở phía đằng sau căn phòng là một cái biểu tượng hình tròn có mấy cái tua ra. Có vẻ là biểu tượng của bọn Sanata, cái hình cái mắt. Mấy cái vết dao chém trước xung quanh, em kê thử con dao của em vào xem nó có khớp không được không? Dạ ok. Con dao của em có đặc biệt này hả? Nó mà khớp. Nó là dao chặt thịt đấy anh, nó khác với loại dao găm vì bà Mộng đánh nhau bằng dao chặt thịt đi. Nó thử ý là mọi người đánh nhau bằng dao găm đình bô với đầu chị liền luôn á chị. Mọi người đánh nhau bằng dao găm mà cầm dao chặt thịt cho nó thượng tay ấy. Có vâng đi. thời điểm mọi người đi về đi nữa, đi về đi nữa, đi về đây, đi về đây. Chả có cái gì hết. Nhìn bà lạ lắm. Cái hành lang này với lại mấy cái phòng thì nó đi tới ngõ cụt hay sao? Phòng nó cũng không hẳn là ngõ cụt. Chung là
khi mà đi đến mỗi phòng có vẻ nó có tính năng của nó. Mọi người đi đến một căn phòng giống như là phòng mọi người ăn uống xả rác bừa bãi ở đấy, có phòng như kiểu là để nghỉ ngơi, có những cái giường makeshift ở đó. Từ cái vị trí của anh Dũng đi về phía mấy cái phòng thì là tới một cái ngõ cụt, tới kiểu không đi ra được chỗ nào khác nữa, hay là nó vẫn có thể dẫn tới một cái chỗ nào đó khác nữa? Tại vì nếu anh Dũng bị tấn công ở đây thì một là cái thằng tấn công nó chạy hướng đó, hai là nó chạy hướng ngược lại. Mọi người không thấy có... Wow, nếu mà xem xét toàn bộ cái khu này một cách kỹ lưỡng thì ai đấy có thể làm thêm cái sense hoặc là một kỹ năng nào đấy mọi người tổ lại thấy phù hợp. 3D6 đúng không? Giúp cho ta có sense này. Rồi 3D6. 3D6 em có nên dùng effort không ta? Em còn một effort. Nếu mà kiếm được cái này thì em có dùng được second win không? Tại vì you can regain all effort when you discover something hidden or hidden or secret. Nếu mà em tìm được. Nếu như mà anh... em đốt em đốt em chơi đâu à. mình giúp đỡ lên nghĩa là mình giúp lên 3D6 đốt thêm một em đẩy lên 4D6 cố lên wow. Nhưng mà cũng không được 6 nên cũng đâu có ra được cái bí mật gì đâu, biết đâu đây yếu đây bên đây. Văn thấy ở trong này có khá nhiều các cái cánh cửa nhỏ, kiểu như là để cho ống nước, đúng ra là lỗ ở tường để ống nước chui qua nhưng mà cũng có thể bò qua được. Những cái chỗ này có vài chỗ là đi từ một cái phòng khác có thể quay lại ra cái chỗ cửa mọi người vào, và có một chỗ ở trong cái căn phòng chính. Khi mà vào đấy cũng giống như Mậu, là vào cái căn phòng có phải là họp chính đấy, bàn ghế, thì Văn cảm thấy cơn đau đầu dữ dội và lại có một cái gì đấy như là một cái ký ức từ đâu đó ùa đến, một cái con mắt, một cái luồng năng lượng nó phả vào mặt và láng máng là Văn nhớ được cái khung cảnh đằng sau cái con mắt ở chính giữa đó, là nó lờ mờ giống như cái căn phòng này. Văn tiếp tục tìm kiếm xung quanh, thấy có ở trong một cái phòng giống như là nghỉ ngơi, mở từng cái cửa, ngó từng bên dưới cái giường, mở từng cái tủ, thì một người nhảy ra từ cái tủ Văn vừa mở. Ngay lập tức Văn cảm thấy một cái lực nó chặn vào họng mình, đẩy vế tường đằng sau. Văn ăn một strain và cái bóng đấy tiếp tục chạy ra khỏi căn phòng đấy, có vẻ là chạy về hướng cái cửa. Em ném flash. Khi mà thấy cái bóng này bắt đầu chạy về hướng mọi người thì Mộng thả một cái bom flash đúng không? Em lấy một cái em lấy cái nồi vỡ ném vô. Trong cái kết của em có một cái nồi bị bể anh. Sao mày có một cái nồi bể rồi. Đẹp. Một cái ánh sáng lóe lên tràn ngập đây này. Cái nồi lao đến. Bom tiếng. Yuki đang lo cho chú Dũng quay ra cửa của. Văn hét ra từ bên trong là Yuki giữ hắn lại. Ok. Hắn là ai cơ? Em yêu ơi. Em còn có một cái vật thể bay không xác định nữa anh. Em thả ra chỗ mình nha. Khi mà nghe tiếng bom một cái đấy, có vẻ như là nó nhắm về phía đầu tên này, nhưng mà hắn đang để tay quạt nó ra, chạy đến chỗ Minh, lập tức đẩy sang một bên, một lực rất mạnh, nhưng mà có vẻ may là Minh đã expected là hắn sẽ đẩy mình, nên là cũng đỡ bản thân một chút, chỉ va lưng một cái tường. Muốn ăn sủi chén anh ơi. Muốn gì? Cho em ăn sủi chén đi. em ăn strain. Ok, tất cả mọi người increase effect khỏi cú đánh của nó. Increase khỏi cái gì? Từ từ. Là em có cái trait là nếu em ăn strain của cái gì là tất cả mọi người có khả năng kháng lại cái đó tốt hơn. Wow. Em đi vô trước được không? Để cho ông khỏi ăn cái strain đi chứ. Ai hiểu, chú tự ham hố tự đi tìm mà. Đâu ai cản được, không ai cản bước được Văn Gaming cả. Và tên này vẫn lao rất nhanh về phía chỗ Yuki cùng với Thiếu Úy Dũng. Yuki đang làm gì? Vật xuống. Vật xuống. Vật xuống. Vật thử. Muốn ném dao vào phía nó nữa.
chị hơi ném chết người chị. Chị ném cần okay. anh sẽ cho em ném sau cái đoạn liên quan đến Yuki. Okay. Yuki thấy tên này để cái cụ trỏ trước mặt lao đến, trong một giây chuẩn bị sẵn sàng để giữ hắn lại. Yuki chợt nhận ra một ánh mắt quen thuộc, một tên Dragon Ball màu xanh. Hắn lao đến, mắt có phần hằm hè. Lúc này với cái lực chạy của mình, hắn cố gắng huých Yuki sang một bên. Anh cần Yuki cho một cái kỹ năng gì đấy. Độ hiệu quả với tên này là thấp, độ rủi ro trung bình. Thế thì em cũng sẽ lao trực tiếp vào nó luôn để lấy quán tính kiểu sâu ấy. Rồi, đối đầu. Em có thể dùng hai effort để mà hỗ trợ bằng cách gạt giò nó cho nó té dễ hơn không? Được. Ok. Nó là lăn mấy đi xong gì? Lúc này băng bỏ ra đang xem kịch. Traverse là 3D6. Ờ thì cái hỗ trợ của Minh thì tính một như nào nhỉ? Còn một dice nữa. Ờ, là 4D6. Cố lên nào. Có thể có được tính cả cái 5D6 kia không? Hay là người không? 6. Lúc mà với sự hỗ trợ của Minh gạt chân hắn, hắn vẫn lao đến một cách rất nhanh, nhưng mà trong một giây mất thăng bằng, Yuki đã tìm được cái sơ hở, bám vào cổ hắn, vật xuống mặt đất, tiếng rất to vang vọng cả cái hành lang này. Thân hình đồ sộ của hắn giờ đang ở dưới đất, hắn gầm gừ lên một cái, em được tát nó cái và nó im mồm. Tát nó một cái, xong rồi nó há miệng, nó đớp lấy tay. Để cho em ném ra đây rồi. Mẹ nó chứ. Để tao ném đi. Đừng ném vào em nha. Cái này nếu mà em giải quyết xong cái này, em có được tính là em đã giải quyết vấn đề do người khác gây ra không? Để em không lại Excel. Là em. Nào thế thì Excel ném lên 3. Điểm toàn đó. Ôi, yếu quá. Từ em phải Pegasus nữa. Ngồi đây không Pegasus được. Ơ kìa. Không được. Điện đồ chat ơi. Ủa? Không được. Không có để ai cần được anh. Sao? Phập một cái. Qua cả cái chỗ mà lăn lộn giữa Yuki và cái tên này, một con dao vẫn lao đến găm trúng vào bả vai hắn. Phụp cái. Hắn gầm lên một phát nữa. Bọn phiền toái ghê à. Hắn cố gắng dùng cái lực của chân đạp vào cái tường bên cạnh. Người Yuki sao lật ngược lại và cầm con dao đấy. Và một chút máu xanh của hắn phụt ra. Hắn cầm con dao đấy, nhìn lướt trái lướt phải, mắt láo liên, rồi dây hắt mắt hắn sáng lên. Và hắn bảo, bọn mày biến hết đi. Hắn đưa kề dao vào cổ của Thiếu Úy Dũng. Rồi sẽ không có cái gì đáng tiếc vì xảy ra hôm nay nữa. Em ném nốt cái bình thuốc bất động của em vào đầu nó được không? Cái bình bất động. Em cứ ném rồi. Có rồi, để nhìn hút rồi. Ta nhiều cái bình thuốc. Nếu muốn ném, hiệu quả trung bình, rủi ro cao. Ôi, đằng nào sẽ đi diễn tiếp đúng không cả nhà? Chị ơi. Thiếu Úy Dũng chết là căng đấy chị. Đây, chị bất động em. Thiếu Úy Dũng bất động sẵn rồi. Bằng bỏ ra, nhìn thấy con dao trên tay. Trên tay thằng kia kiểu, chị ơi, sao chị đưa dao cho người tay chị? Em vừa chém nó rồi em, mày câm từ nào. Ôi dồi ôi, 2D6 em, chết rồi. Em có một ước mơ là em muốn detect thought thằng này. Mọi người tin em không? Ok. Ném lên. Nhưng mà em sợ em detect thought thất bại cái nó cắt cổ Thiếu Úy Dũng tại chỗ. Có ai hỗ trợ tớ một tiếng cả nhà ơi. Tớ hết effort rồi mọi người ơi. Yuki! Cậu có gì? Không. Yuki bé! Sao bé 6 trên 6 effort thế kia bé? Bé hỗ trợ một tí đi bé! Bé chưa bảo. Ồ, 6 trên 6 luôn. Thì chưa làm gì cả. Dướn, có dướn mấy hôm nay á. Chán lại. Em đứng nháy mắt cũng được em. Ừ, okay. Để em chọi Holy Water cho mọi người. Em cắt mà lẽ rồi em tụng kinh.
Yuki cũng có Blast á. Hỗ trợ. Hiện tại chúng ta chưa vào initiative, nếu mà Yuki muốn hỗ trợ thì có thể dùng một effort là được. Ok. Đúng rồi. Em sẽ em sẽ nhảy mắt với chị Mộc. Chị Mộc cố lên. Anh nhảy mắt. Mày nhảy với sừng kia. Anh không hiểu lý do gì. Whatever works, right? Bất kỳ cái gì, thứ gì có thể tác dụng. Năm. Ôi, thế là kỹ ra được cái gì trong hoàn cảnh 4.5 là đến lúc này có thành công nhưng vẫn có thất bại. Em đã em nhận ra nó là cái con lang Drosai chưa? Đúng rồi, em nhận ra đó là thằng lang. Ok, không nào. Ok, em được chửi nó xong rồi là nó bị tác động tâm lý không? À, ừ, rồi. Thì anh cho đấy là flavor chỗ mà giúp Mộng. Em cứ chửi đi. Chửi gì? Ok. Em sẽ chửi nó là cái con thằng lằn xanh này mày trốn đi đâu từ cái hồi mà đánh nhau ở dưới ban đứng ghép tận bây giờ. Chui lủi như mày. Bây giờ mày nó thấy mày xứng đáng giống như một con Dragon Ball không? Không mày giống con thằng lằn hơn nhiều á. Trong cái dây phân tâm này cũng phải là hắn vẫn đang biết được những gì mà nguy hiểm xảy ra trước mắt. Khi mà thấy Mộng ném một cái gì đấy về phía mình, bất chấp lời cảnh báo, hắn lập tức đẩy con dao một đường trước khi mà cái bình đấy chạm đến người hắn. Và khi mà cái bình vỡ toang ra, hắn khựng lại trong giây lát. Mọi người nhìn bên cạnh, có vẻ Thiếu Úy Dũng nghiêng về một bên, ngã gục xuống đất. Không phải lỗi tao. Tại thiện cho cái bình này có thể cho được mọi người một phút, hắn không hoạt động được. Em sẽ quan tâm Thiếu Úy Dũng trước, em sẽ chạy ở chỗ Thiếu Úy Dũng để có cứu, có cứu 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 cứu. Văn, mày bê nó ra, mày chói cái xích đằng kia ngay. Văng hết, em phô có lớn. Em được về hồi lên phát rồi đúng không chị? À đúng rồi. Để anh nhìn cái đấy. Có hai cái hai người lớn nhất. Rồi, đầu tiên là Văn tìm được thứ bí mật rồi nên được hồi. Oh, xem nào. Fix someone else's mistakes or someone else fix yours. Rồi được rồi. Bạo được rồi. Em có thể đi lời sơ cứu cho Thiếu Úy Dũng được mình. Ý là em có cần phải mô tả em làm cái gì mình? Không cần. Sơ cứu hiện tại khá là không còn tác dụng nữa. Vết cắt này ở cổ. Ừ. Thì khi mọi người có về mặt cơ chế nhé. Trừ khi mọi người có phép nào để hồi sinh thì có vẻ là không còn cứu được Thiếu Úy Dũng nữa. Về mặt flavor, Minh đến và cố giữ vào động mạch chủ trên cổ Thiếu Úy Dũng. Thiếu Úy đưa tay lên, cố cào nắm lấy tay của Minh, rồi con mắt đờ ra. Văng sau khi chói cái tên Dragon Ball này lại thì tiến vào chỗ Thiếu Úy Dũng. Hắn ngồi xuống, xong vuốt mắt do Thiếu Úy Dũng ra đi cho bình yên. Bà Mộng sẽ muốn thông quan ra đi về. Ở đây đi. Chị Mộng lên báo cho phía cảnh sát phía trên. Báo luôn là việc Thiếu Úy Dũng đã chết. Minh cảm thấy thế nào trong nội tâm hiện tại? Cái lúc mà thằng Minh nó tới là nó đã xung quanh đây không có băng gạc rồi. Nó xé tất cả những phần còn sạch của cái áo của nó. Đồ nó thì lúc nào cũng đắt tiền mà. Để cố cầm máu hết sức có thể. Tay nó thì cứ giữ ở trên động mạch. Mạch của chú ý càng lúc càng yếu dần, nhưng mà nó vẫn cứ in denial rằng là nó vẫn có thể cứu được. Khi mà Văn làm cái điều đó, nó giận lắm. Tại vì chú ấy đã chết đâu. Em vẫn còn cảm nhận được mà chú ấy không thể chết được. Em làm được mà em học nhiều lắm mà em không thể nào. Mấy cái chuyện này làm sao em thất bại được chứ. Không nhẽ mấy cái vết thương như vậy mà em không chữa được. Cái gì mình cũng có thể giải quyết được mà. Văn nó sẽ cố lôi mình ra khỏi chỗ đó. Được rồi. Không được. Được rồi. Để cho Thiếu Úy Dũng nằm đó đi. Nếu mà Mộng đi đến cửa rồi, Mộng sẽ thả lại một câu là rồi ai sẽ thất bại. Thất bại có chết đéo. Người chết là người khác. Xong bà đi đi. Em ra em thút giận vào con lang được không? Em sẽ đá nó như là Levi đá Eren vậy. Thiên đau. Về sao nào?
Minh sau khi được Văn kéo ra vẫn còn cố gắng thêm, vẫn còn cố giữ vào chỗ động mạch của Thiếu Dũng để máu không phụt ra nữa. Nhưng mà Văn thì thấy điều mà Minh hoặc là không thấy hoặc là chưa chấp nhận. Thiếu Dũng mặt đã xanh đi rồi, cũng không còn thở nữa. Về mặt về phần của Yuki, vài tiếng thịch, tiếng đá vào mặt của tên lang kia, hắn hiện tại vẫn chưa cử động được, nhưng mà sau cái đá thứ ba thì hắn có vẻ cựa quậy một cái, hắn gừ lên nhổ một bãi màu xuống đất. Lâu không gặp nhỉ, vẫn yếu lắm. Em lên gối đó. Tao đã tưởng là thứ nhất là tao không ngờ là có thể gặp lại đứa như mày ở đây. Thứ hai là tao không ngờ là năm rồi mày vẫn vô dụng như hồi nào. Mà sao? Thằng kia nằm chưa? Văn nhìn sang Yuki, nhẹ tay với hắn thôi. Cảnh sát còn cần lấy lời khai từ hắn. Ở lúc này thì nội tâm của Yuki rất là giằng xé. Tại vì in fact thì Yuki sẽ muốn giết nó ngay lập tức luôn bây giờ, bởi vì là đây sẽ là người đồng đội thứ N cộng 1 ra đi trước mắt Yuki dưới bàn tay của con lang này. Có vẻ là ngươi lại không cứu được ai rồi nhỉ? Ok, thế thì Yuki sẽ gầm lên. Anh Văn đừng cản em! Rồi nó sẽ đi tiến lại gần con dao của chị Mộng đang rơi dưới đất bên cạnh anh Dũng. Quay ra nhìn, quay ra nói nhìn con lang rồi ánh mắt đầy sát khí. Văn nó sẽ giơ tay trả ra những gì mày đã gây ra. Văn nó sẽ với tay giữ Yuki lại. Không, chúng ta không giết nó. Cảnh sát cần nó. Chúng ta cần nhiều thông tin hơn. Từ từ theo Yuki. Yuki sẽ quay ra bảo với anh Văn. Cầm lấy tay của anh Văn. Anh sẽ cần thuyết phục em nhiều hơn là như thế. Hấp tay anh Văn là tiếp tục đi lại về phía lang. Đây là con bé chiến binh, tao biết đây rồi. Nó ngước lên nó nhìn. Mày không để đồng đội mày cản mày lại. Mày không để đồng đội mày kéo mày xuống khỏi tiềm năng của mày. Vâng, nó sẽ lao theo sau. Nó sẽ cố tát vào trong đầu của Yuki, cho ít nhất là cho Yuki ngất đi. Em sẽ dùng sợ mắt đánh. Okay. Em đốt một em phốt để em dùng cảnh này. Em cần phải tỉnh chút. Yuki có... từ. Sai có ok việc này không? Em việc contest okay. Này ok. Để em cầu cảnh. May quá, thằng trộm lỗi. Ok. Rất nhiều. Xúc xắc. Đúng rồi. Thì miêu tả chuyện gì đang xảy ra giữa Văn và Yuki và cái tên này. Văn khi mà thấy Yuki tiến lại gần cái tên này với con dao đang trên tay lâm lâm sát khí, hắn sẽ lao tới cố gắng giữ Yuki lại, nhưng mà có vẻ hơi khó. Hắn quyết định là đánh thẳng vô trong cái sâu óc của Yuki cho Yuki ngất đi. Trước khi mà anh đánh thì hắn vẫn sẽ nói là xin lỗi cậu Yuki, xong rồi nó mới đánh. Khi mà Yuki ngã huỵch xuống đất, tên này cười phá lên. trò hay. Nó không ngờ là tối nay đến đây có thể xem được nhiều trò như vậy. Mày cũng có chi khí, mày có sức ấy. Văn nó sẽ đứng lên, tiến về phía của tên Dragon Ball này. Nó nhìn từ trên xuống. Mày từ cái nơi chó chết nào chui ra đây? Từ nơi tao thích chui ra. Nó sao? Thiếu Uy Dũng mà làm gì mày mà mày phải giết anh ta? Sao tao phải nói mày? Hắn... nhiều lý do. Một phần là hắn... Mà hắn yêu quá thì trong cái thế giới mà kẻ chiến thắng là kẻ sống này thì hắn chết thôi. Văn nó sẽ ngồi xuống, nó nhìn thẳng vào mắt cái tên này. Nó nói là vậy nơi tiếp theo của mày sống thì có vẻ sẽ không được thoải mái thế này đâu.
xong nó sẽ tát lên rồng một cái, em sẽ tiếp tục dùng sao mắt làm những thứ mà xài không làm được, du kỳ không làm được. Này, có ai còn một cái bụng okay. Tại thì Mộng và Minh có làm gì không? Mộng đang đi ngược lên trên. Ba vừa đi vừa chết mẹ rồi, mẹ con dao rồi. Thôi kệ mẹ nó ở đấy thôi, chắc không sao đâu. Mộc bảo chắc không sao đâu, xong vừa đi mí mắt trái giật giật. Thôi chắc không sao đâu. Đây là tìm mấy ông sát xem còn ở chỗ chưa không. Minh hiện tại có làm gì không? Không ạ. Nó chỉ đang, nó vẫn kiểu ngồi, kiểu bây giờ chú Văn không giữ nó nữa thì nó ngồi bên cạnh những phần còn lại của Thiếu Dũng. Tay của nó thì dính đầy máu của ổng, quần áo thì rách. Nó, nội tâm của nó thì không biết nữa. Kiểu bên ngoài nhìn nó thì giống như bình thường đó. Nhưng mà lần đầu tiên nó thấy ai đó chết trước mặt nó mà. Và với như vậy, Thiện sẽ call for 5 phút giải lao. Vì bản thân Thiện thấy cái cảnh vừa rồi có thể là nặng nề cho người chơi cũng như nhân vật. Chúng ta sẽ giải lòng chút. Ôi hay mà, drama quá là ngon luôn. Mỗi tội không có trà được. Thất bắn này. Em vừa bắt xong. Đang ngồi bắp quay hạt, đang ngồi nhai hành Thiện bảo. Hình như ăn hết luôn. Gia vị ngon. Suy nghĩ ghê. Cái ông chị không ném con da là mỗi thứ sợ khác rồi chị. Không, bà Mộng đang nghĩ thế mà. Yên tâm mọi người. Bà Mộng đang nghĩ thế mà. Chị cho bà mạnh mồm tí. Ê ổn không em? Em ổn mà. Ok. Thì trong lúc này mình bàn cơ chế của việc vừa rồi tí nhá. Anh nghĩ cái đấy có thể xứng đáng được cho một cái burden trên tờ thông số của em. Em đấy nào. Của em hả? Ừ. Ok. Việc này theo những gì mà em vừa diễn như trong nhân vật vừa rồi, anh thấy nó có thể xứng đáng được cái 10. Thì luôn anh. Đấy, em nghĩ là hoặc là cái tầm trung thôi. Em sợ 10 thì giải quyết tới 2 quá. Ôi giải quyết lâu lắm em. Chỉ có cái interlude mới giải quyết được. Nói chung là nó sẽ, tất nhiên là nó vẫn sẽ còn kiểu vương vấn lại cho nhân vật, chứ không phải chỉ xong một cảnh là xong ấy. Chắc chắn. Phải em biết, một vài nhiệm vụ là hết. Em nghĩ là nó cũng thuộc mức tầm trung thôi. Tại vì okay, nếu như cái người nằm đó chết không phải là Thiếu Dũng mà là một người nào đó trong đội thì mới đẩy lên 10. Ok. Vậy thì mình để cái 6. Em tự xung phong cho burden 4 được không anh? Con dao của em mà anh. Ok. Được. Cái burden này nhé, sẽ đầu tiên là viết vào, miêu tả qua nó là gì đấy. Rồi. Và cái burden này sẽ kéo theo hai cái kỹ năng bất kỳ nào đấy bị trừ 1, hai kỹ năng đang có của mọi người. Em có cái special ability em không bị trừ. Đúng không anh? Em hiểu đúng đúng không? Đúng, đúng. Nó quen. Hai cái trừ 1 em được quyền chọn một cái trừ 2 đúng không? Checking. Chứ hiện tại anh nhìn cái stat của em có cái gì, có cái gì để mà trừ nữa đâu. Full stat đi, tình cờ full stat đi, trừ 1 mà nó mất luôn khả năng đó anh. Khi mà một kỹ năng có 0 chấm mình vẫn có thể lăn 2d6 disadvantage. À ừ, là dưới 0 anh. Nó còn tệ hơn là lăn. Không lăn. Sau khi là 2d6 sẽ ra hai con số. À. Hai con số thì hai con một. À, burden. Đúng rồi. Nó nên em có thể nào trừ không? Ý là em ghi là trừ cái gì ở trên cái thanh đúng không? Cứ tạm thời chọn hai cái để trừ một đi. Anh cũng chưa quá experience với hệ thống này. Anh nghĩ là nó trừ 2 sẽ ổn. Nhưng mà mình cứ thử trừ 1, 2 cái đã. Hai cái phù hợp với cái trauma này nhé. Thì Snake và Tinker phù hợp với này. Anh muốn em giải thích hả? Không, cho anh một cái câu giải thích. Thì không, thì đây em tính lấy một là Snake. Tại vì sao ta? Bây giờ nó more prone into like being startled, kiểu dễ bị giật mình hơn ấy, và nó không có tốt cho việc stick. Còn cái Tinker một, em tính chọn một là Tinker, hai là Excel, tại vì bây giờ khi mà gặp một cái tình huống gì đó nó sẽ không thể nào phản ứng nhanh được như hồi trước nữa, cho dù hồi trước nó cũng đâu phản ứng nhanh lắm đâu. Mà tệ hơn. Em không thấy sự khác biệt rõ rệt giữa Tinker với Excel cho lắm nên em chọn Tinker.
anh nghĩ tình cờ sẽ liên quan đến kiểu máy móc, Excel sẽ liên quan đến chính xác. Thì ở đây nó đã thực hiện mọi thứ đúng theo Excel mà nó đã được học. Chỉ là nó, nếu như mà xem Thiếu Ý Dũng là một cái máy thì nó không thể vận hành được cái máy đó nữa rồi. Ok. Nghi tại với kia. Ok. Lại công nước nha. Xong quay lại mình bắt đầu. Mấy cái burden với ambition này là mình tự nghĩ ra. Không hẳn. Ambition thì mình tự nghĩ, còn burden thì là mình lụm được trên quá trình đi. Ý là ambition cũng có thể lụm được trên quá trình đi, nhưng mà kiểu nó là một cái là mình có thể chọn, còn một cái là nó chọn mình ấy. Nếu như mà xài cảm thấy sau cái cảnh này xài có một cái burden vì mình lại thất bại một lần nữa trong việc cứu một người đồng đội khỏi anh Lan thì cũng có thể lấy một cái burden. Okay. Tùy vào mức độ của nó mà chọn thôi. Chắc là 6 cũng nặng nề mà. Anh ơi, em hỏi cái kỹ năng chú mèo đi lạc của thằng Minh á, là nếu như mà vì cái burden này gây ra một cái trauma khiến nó rơi vào trong một cái rắc rối là tính không? You can choose a character that can create a mark on XP at the end of the session. Nếu mà cái burden này khiến em gặp rắc rối tiếp theo, em roleplay cái đấy và có người đến giúp em thì người đó sẽ nhận được XP. Ý là invoke your burden as, em không hiểu cái đó lắm, kiểu giả sử như gặp một cái tình huống xong rồi em tự roleplay flavor là nó bị flashback nên nó froze và không thể nào execute được nên nó mới dính vào trouble thì đó có tính không? Đúng, được. Roleplay là vì cái vấn đề này khiến em bị gì đấy thì cái đấy là invoke okay. Your burden. Và thường invoke your burden cũng được tính XP vào cuối game cho bản thân. Kìa, không phải đây. Cái này là cho người khác thêm nữa. Đấy, cái đấy là cái đau khổ đi em của game đấy. Nói gì vậy? Y vừa hỏi về việc invoke cái burden, nghĩa là gợi nên cái nỗi đau của mình thì được XP các thứ. Sao phải dùng miệng vậy em? Mở cái chai nước. Phản phách, em không mở cái chai nước, bất kỳ chai nước nào, nên là cũng mỏi mồm mà nó cũng quen đấy. Vì thường thì chai nước em mua nó không bị đóng như này đâu, toàn được mở sẵn rồi đã. Tưởng là được cảm hứng từ anh Lan. Ok, vậy mình tiếp tục nhé. Okay. Quay ra Mộng này, Mộng đi lên thì hai cảnh sát ở bên trên. Và em có muốn miêu tả thêm cái tâm trạng của Mộng, là muốn roleplay đoạn nói chuyện với anh ngoài không, hay là ta có thể bỏ qua? Em về tâm trạng nhân vật thì bà mà bạn mới suy nghĩ là nghĩ về việc mẹ sao nếu ném mẹ lọ thuốc từ đầu đi ném ra là một lìn thì không biết đấy, bà sẽ vừa đi bái vừa lẩm bẩm như thế. Nhà bà sẽ không thể hiện khi có người khác ở đấy, tức là nếu mà lên gặp anh cảnh sát thì cũng là xì bùa đấy, nó lại bình thường. Xong chắc là sẽ hơi trong cái tâm thế hù ma một tí vì bà ấy không đủ năng lượng xã hội để có tiếp kể nói chuyện bình thường đấy. Nếu mà cảnh sát là trực thì bà sẽ lừ từ sau lưng bà ấy vỗ vai. Mày vỗ vai dưới cống. Thần dụng chết dưới cống. Hả? Chỗ nào? Chỗ hai ổ bọn đó hả? Có một thằng vừa bị bắt từ đây. Thêm mấy thằng nữa xuống bắt nó. Ôi giời. Thì chỉ thằng còn lại mày. Mày ở đây. Mày ở đây ngồi. Tao xuống với chị này. Chị xuống đâu? Không đủ đâu. Một thằng không đủ á? Rồi. Hiện tại chỉ có hai bọn em. Thế là em cứ xuống xem thế nào nữa. Mày gọi ra cái đồn gần đây gọi thêm người đi. Rồi Mộng có xuống lại nữa không? Có. Bà sẽ định bảo bà đi sau cảnh sát thì nhớ rằng cảnh sát không biết được. Thôi được rồi. Cái là cậu cảnh sát này biết vì cái hang ổ biết được chứ. Cái hang cái khu này đã được cảnh sát điều tra rồi. Nó cứ đi xuống cùng mọi người đấy. Thì một lúc sau sẽ thấy Mộng quay lại cùng với một người cảnh sát lúc nãy trực bên trên. Cậu cảnh sát này cũng hớt hải ra xem tình trạng của Thiếu Bí Dũng mà cũng muộn rồi. Bên trong thì Văn bây giờ chắc là cũng đã nghỉ tay rồi với thằng kia. Trong cái lúc mà Văn cho thằng đấy vài bạt tai thì có vẻ đây cũng là một thằng trai sạn, mặt nó bạt vào và tay còn đau. Sau một hồi thì nó cũng bớt cười nhếch mép đi, có vẻ nó cũng bắt đầu hơi thấm tí rồi. Thằng này
chuyện cảnh sát hỏi chuyện là thế nào, sao có một thằng nào nữa ở đây vậy? Bà ấy ra lấy lại cái con dao, giả tao con dao. Dao dao vẫn ở trong tay Yuki vẫn đang kho. Bà ấy cầm lại con dao, xong bà ấy giả vờ vừa đi vừa gọi là vung vẩy. Nhưng mà những cái nhát vung vẩy của bà ấy thì bà ấy sẽ nhằm vào những cái nhát chém mà cái con dao để đấy từ trước ấy, để chém do cái nét đấy thành một nhát chém mới. Dài. À, vừa đi vừa nói kiểu đây nha, vừa nãy nó này nó la ra như này, xong bảo tao đứng đây bảo tao chém như này, nhưng mà nó đi qua nó giật sao tao như này, xong rồi nó chém ông như kia, rồi ra cái nát chém bảy vậy sẽ chém trên nát chém cũ cho nó mới. Cái nhát chém từ trước ở trên bàn trên tường đấy đúng không, trong phòng này. Ok mà bảo dự định bảo cãi thế đây nha, nó đến đây này bộp đây nha, xong rồi nó ra đây này bộp, xong rồi tao đứng ở đây này cái bộp. Chị bình tĩnh, đừng làm khó để biện trường cho bọn em, cho tiên biết mày đi ra, tụng muốn ra coi mày đi ra. Chị ơi chị mẹ nào vậy? Xong rồi nó lao kia một đợt đéo được, nó chém chết là Dũng. Vậy là nó dùng con dao này à? Nó giật dao của tao, nó chém bằng Dũng, xong tao đem nốt cái bình thuốc đấy mà nhìn thấy mấy cái mảnh vỡ. Tao đem nốt bình thuốc thế là nó bất động, thế tao trói nó vào. Ok. Ôi, thật sự nghĩa là xé nát tanh bành ra thế này. Vậy mọi người cứ em xin lỗi, nhưng mà mọi người cứ ở đây thêm một tí nữa nhá. Đợi thanh niên kia nó gọi thêm thanh niên ở đồn ra. Em muốn bảo vệ cái hiện trường này một tí. Có gì em đứng ngay ngoài cửa kia nhá. Mọi người cần thì cứ gọi ạ. Đấy, bất thường. Vâng. Mọi người muốn thì thầm với bác. Nói đi. Bảo là mình ở đây từ tuần trước ấy. Thôi thì đi. Thực ra của tao còn trên tường, sao tao không biết. Tao chặt thịt được 10 năm nay rồi. Chặt thịt người thì vẫn là chặt thịt. Thôi tưởng sao. Vâng, nhìn qua. Để bỏ các bạn. Đây là ví dụ. Từ từ mọi người. Nó mất nét rồi. Anh hỏi nét. Không biết. Nghe xong ơi bạn bắt lấy ai đầu van rối như tơ bò. Có người đấy, nó bắt nét người đấy. Ôi, bay cùng ông táo rồi. Ông bó ra xem mày làm gì cái ông bé, ông báo chưa rõ. Ai dạ, thôi tiếp nè. Thằng Văn nó sẽ quay sang nó nhỏ chị Mộng là tạm đừng nói cho mình và cả Yuki biết. À biết rồi. Sao đéo về mẹ cái mình mẹ. Chị có nhìn thấy con dao của chị vừa làm gì không? Tao chém thêm một xác nữa thì bọn tao giết người đúng không? Mày là tao giết người rồi. Mày là. Thằng Văn nó sẽ tiến lại cởi cái khoác ra rồi chùm lên người cho thằng Minh. Thằng Úc kia ngồi đi, đừng ngồi ở đây nữa. Thì giờ mình á lủi thủi vô trong góc ngồi thôi. Muốn rượu không? Làm gì vậy? Bà ấy kiểu, bà ấy quý lắm, bà mới dơ bình rượu của bà ấy ra ấy. Uống rượu không? Lần này Văn không cấm. Ý là tao cũng muốn cho mày uống nước, nhưng mà tao đều có nước, tao có rượu rồi, uống không? Không, hôm nay bầu trời không có nắng. Nó bình thường nó hào hứng, phản hồi các thứ đó. Nhưng mà hôm nay lời của Phương Mộng nó như gió thổi qua tai. Châm thuốc thôi. Văn nó sẽ ngồi xuống, nó tụng lại câu kinh cho Dũng trong lúc đợi cảnh sát tới thêm. Gọi xài dạy đã quên mất. Dạy được rồi. Ok, để Yuki đang bị gọi dạy Yuki rồi. Nào, bỏ cái tay, tao chém được. Nào, ra góc ngồi, mình ngồi, đợi cảnh sát xuống đó. Lúc này Lang được đưa đi rồi không nhỉ? Lang vẫn đang ngồi ở đó. Cho ở đây, xách ở đây. Nhưng mà hắn có vẻ cũng đang thấm đau rồi. Thế thì Yuki sẽ xem nào, ngồi đối diện với lại cả con Lang cách khoảng 2 mét. Thôi, nhìn nó rồi, ánh mắt hình viên đạn. Bombastic side eye. Mà mọi người bên cạnh, buộc sẵn dây thừng vào eo Yuki, nó Yuki không chú ý. Buộc cặp dây. Yuki bạn đang nhìn nó, ánh mắt criminal offensive side eye. Yuki nhìn giống như con cá mà đang gửi, mình gửi cho mình gửi trong chat á. Kia nó
hiện tại có vẻ cũng đang mệt, chỉ cười khẩy nhẹ một cái. Văn hiện tại có làm gì không? Đang ngồi nói vài câu đọc kinh cho Thiếu Ý Dũng hả? Đúng rồi. Dạo bước quanh cái khu vực này, đi qua đi lại từ nãy giờ, Văn vẫn cứ có rất nhiều cảm giác déjà vu. Và sau khi cái lời nói của Mộng lúc nãy thì có vẻ mọi thứ đã gần dần rõ ràng hơn nữa. Văn nhớ mình đã đi qua cái hành lang này, mình đã vào căn phòng chính này, mình đã có cái hình ảnh gì đấy, vẫn là cứ là có một con mắt ở trước mặt rất nhỏ, xong rồi có một luồng năng lượng cực mạnh nó phả vào mặt mình, mọi thứ nó trở lại nhưng mà không trở lại hết, kiểu nó từng cái mảnh hình ảnh ở đây ở kia. Xong rồi lúc nãy khi mà đang đi tìm kiếm quanh khu vực này, trước khi mà bị thằng Lang nó nhảy từ tủ ra, Văn còn nhớ một cái hình ảnh thì như là mình ở chỗ kia, mình chui qua cái lỗ dưới tường này thế nào đấy, theo một người nào đấy không phải nhóm mình. Đúng rồi. Bởi bà cười cái Linh, sorry. Mình chết anh ơi. Nhìn phát nữa là lại déjà vu. Để cho các ông ngó tí sao đâu, khiếp mày cả xịt thế. Đấy, ông đi rồi kìa. Ok, đi rồi. Văn đi làm gì không, nó không cho nàng Mộng nó chạy con thằng làm đi. Văn sẽ đứng lên đi theo cái đường mà nó đã nhớ. Lúc đấy phải bò qua một cái chỗ kiểu các cái đường ống nó chui luồn qua dưới tường, xong cái vết này nó bị đập vỡ ra thêm. Có vẻ là bình thường thì rất rất khó nhìn thấy chỗ này, nhưng từ cái những gì mình nhớ đây là Văn tìm được dễ hơn. Sau khi bò một đoạn khoảng 4 mét gì đấy, cái tường hơi dày, thì đi qua đến một cái nơi như là một cái gian phòng bé, không có ánh đèn. Ngửi mùi như là mùi rượu. Nhìn quanh có đồ đạc xếp gọn gàng. Không có một cái cầu thang nhỏ đi lên. Có thể là một cái tầng hầm của một căn nhà nào đấy. Ừ, và nó sẽ cố để mở cái cửa đó để đi lên thử đó là khu vực nào. Khi mà mở cửa đi lên, mở cửa ra, cửa đẩy lên trên này, két một cái, rồi cánh cửa nó mở ra. Cửa này có vẻ như là mở ra một cái con đường có tuyết. Nó khi mà ngói đầu lên nhìn, nó là một cái kiểu như là tầng kho, tầng hầm của một cái căn nhà nào đấy. Hình như đây cái chỗ này là một cái góc khác của cái ngõ vừa rồi. Và đi vào có cái nhà kho kia. Hoặc là nghe tiếng từ trong nhà. Ủa cái gì đấy? Sao không? Sao nghe có tiếng? Em ơi, anh nghe có tiếng, hình như cái cửa nhà, cái nhửa nhà kho của mình hình như lại bật ra phải. Cửa thằng hầm. Uầy, nghe tiếng anh lại nghe ở đâu ra đấy? Đi có đâu? Nghe tiếng trẻ con. Mẹ con cũng nghe, hình như có gì đấy nó hụt một cái. Đấy, rõ ràng cái nhà này tầng hầm của mình nó ma ám mà cứ lâu lâu nghe lại hụt một cái. Ấy, để đi đâu đi nhỉ? Nhiệt, bố lấy cái gậy bố ra xem. Bây giờ em hô em mở tiếng. Vâng, nó sẽ. Sao mày ngu ta? Giữ cái bài đi. Sao mày ngu ta? Ta không có select thì còn chui lại. Em có một cái chị. Wow. Em có một nữa chị. Thấy lúc này cái đèn chậu trong nhà đèn nó bật lên, xong rồi có cái bóng đang đi dần ra cửa. Văn nó sẽ kiếm chỗ nó trú đi trước cái đó. Nó sẽ đóng nhẹ cái cửa lại, không có kiếm người nó trú. Khi mà Văn tích độ rủi ro thấp, độ hiệu quả. Sao lại được 36 ảnh vậy? Nghĩ giúp một lần, nghĩ đố một effort nữa. Cái đó được giúp mà. Nghĩ cái đó đâu. Cái đó giúp. Cái đó đâu. Nhưng mà thôi. Sao? Cái hai ở cuối. Vẫn có 6 rồi. Văn lặng lẽ lại đóng cái cửa lại. Văn có làm gì nữa không? Thì bước chân lại có vẻ lại khẩn. Trời ơi.
Xong một lúc sau cửa mở ra, từ chỗ trốn của mình bạn có thể thấy một ông, có vẻ ông Luof, soi cái đèn, cầm cái gậy trên tay, ma nào đây, tao không sợ đâu, đừng có ám nào nữa, bao lâu rồi, sao dạo này ám nhiều đấy. Vừa tuần trước cũng qua xong thằng con tao sợ. Xong rồi. Mày về đến ngoài đấy, đừng đừng ra đây. Bố làm gì đâu? Bố đang dọa mà. Đừng có đến nhà tao nha. Ông ấy cầm cái đèn, ông bước dò dò từng bước xuống. Để khéo khéo phải đem cái lẩm bẩm mày có phải đem cái đống rượu lên trên nhà. Bây giờ mỗi lần xuống hầm lại rén biết được người. Thế nhưng mà trên nhà thì để đâu ra. Ông có một hồi mà nó không thấy gì. Nó tổ sư mình nghĩ cái gì làm sao mà thấy được ma cơ chứ. Đi lên. Ông đi lên, thằng Văn đi ra. Nó sẽ suy nghĩ trong đầu là má tuần trước mình đi tới đây luôn á ta. Có khi nào ông nói mình không ta? Mà tạm thời cứ đi về trước đó. Nó sẽ nhẹ nhẹ nó mở cái cửa, nó chui xuống lại, nó chui về chỗ mọi người. Hiện tại ở bên kia thì mọi người bắt đầu nghe rậm rịch tiếng bước chân từ phía bên ngoài của cổng đi đến. Có vẻ như là cảnh sát, cái người cảnh sát ở đứng cạnh bên ngoài, vâng vâng dạ dạ gì đấy. Rồi giờ dẫn mọi người vào trong. Anh ơi, tên hả? Trước đấy cho em tâm sự với con thằng đàn xanh thôi. Ừ, rồi, tâm sự đi. Em ngồi cạnh con thằng đàn xanh xong rồi em mở rượu ra, uống rượu. Nói chuyện tí là nằm bảo sao bị bắt rồi. Xong rồi em, nó không uống thì em vẫn ngửa đầu lên em đổ ấy. Đổ vào mồm lít mà đổ vào mấy cái vết thương hở thì nhiều. Yuki sẽ đứng ở bên cạnh vỗ tay. Quý mày háo mà sao náo phí rượu của tao quá. Nếu. Ngon không? Rồi. Rồi. Rượu thì nói trước một câu đổ phí quá. Rồi nào. Tâm sự đi. Đây không có đồ nhắm, xin lỗi không kịp. Nhưng mà trước khi xuống đây chú làm gì đấy? Làm mẹ thì mà chui xuống cống sống như con rán đi. Đi chơi xuống cống làm tí mùi hương thoang thoảng lâu xuống thèm mùi hương gì mà thích ăn đấy thịt người nó thích mùi máu. Cũng có thể không, nhưng mà tao thường thích máu mà đổ ra theo một cái gì nó nghĩa hiệp phần tí đấy, nó căng tải căng sức hơn tí như chúng nó nhiều quá đây để chị kể. Trước lúc đến đây á, tao kinh nghiệm chục năm làm đầu bếp, bà ấy giờ cái dao ra bà ngồi mà đừng hỏi bà lấy cái đá ma ở đâu ra, bà ấy cầm bắt đầu ngồi mà mày biết không, cái món gọi là đặc sản của quán tao trước kia là sushi cá sống, tức là tao lóc hết thịt rồi còn mỗi sơ một con cá nó vẫn đang dậy. Mày tin không, tao thử cho mày xem. Đâu cá đâu đây này. Bây giờ tại sao chúng xuống đây nhỉ? Chúng làm gì nói biết, nói tí nhẹ nhàng tâm sự với nhau tí có thêm rượu thêm cá đúng không? Tâm sự à? Ui, có gì tâm sự đâu. Mày có nói không? Thế giới này tao tao thua bởi tay mày thì tao chịu, gì đâu cá lớn nuốt cá bé mà. Em lách nó cái vậy được không? dọc phải cái chiếc phanh. Ui, cái này là mặt bỏng đẹp phết. Ôi, là màu khác không? Màu xanh này hơi đậm, tao thích cái màu xanh nhạt nhạt ấy. Đau à, ôi, xin lỗi, quên không báo trước đây. Sát trùng. Rượu sát trùng, tốt. Thế sao chú đến đây nhỉ? Mày, tao bảo này, việc của mỗi người, việc tao là việc của tao. Tao thích thì tao làm, mày cứ phải hỏi. Mày sắp chết rồi, bây giờ mày nói ra những đâu tao giúp mày làm nốt di nguyện cuối chẳng hạn, đúng không? Sống chết là cái số mày. Tao đi khắp nơi cái gì đâu. Tao hăng lên là tao đánh. Tao sướng, thấy có chỗ nào mà nó nhiều nhiều đối thủ ngang tài ngang sức, tao vào. Mà tao vào nhá, mày ném quả quả nước cái gì gì ấy vào tao là đéo công tâm đâu. Nhưng mà mày đấm nhau à? Mày đấm nhau ở đây lâu chưa? Tuần trước đấm chưa? Tuần trước đấm chỗ khác. À thế à? Chưa bao giờ. Mày đấm ở đây từ bao giờ? Đấm với bọn nào tao đấm rồi. Mày nhìn tao phải, tao thắng mày rồi, tao phải tìm bọn khác tao đấm nhá.
ok. À, cái bọn bọn trong này, bọn Sanatha đấy. À? À, là sao mày thắng sao hay bọn nó tìm thắng? Được đâu. Ờ, bọn nó thắng làm sao mà mày mà thắng làm sao mà phải trốn chui nhủi trong cái tủ như con rắn. Mày thua lắm không? Nói vãi lì. Địch mẹ nhá. Bọn nó vào đây tống đấm trong một trận ra hồn sao? Mày à? Nhưng bọn nó đâu rồi? Biết đâu. Nên trả thấy cái mông mẹ. Mày đừng bảo mày chui vào đây mày chỉ để đấm nhau thôi nhá, xong mày đéo gặp ai nhá. À gì? Có tí việc khác nữa mà quan tâm làm gì nhá. À ha. Chứ bây giờ nhá, mày nói tao là... đi, xong tao xả xích ra tao mày đánh một trận. Trời ơi, đàn ông nam thế với nhau đi, lời thề đàn ông đó. Nè, hảo, mày đấm tao một trận, mày thắng tao rồi. Thế còn ngoài kia còn 3 thằng nữa này, mày thích đấm thằng nào? Hay mày thích đấm với con này, chỉ sang Yuki không cắp? Thế thì lúc này Yuki sẽ đang làm ritual để giải thoát cho anh Dũng về với thần tia. Hay đấm nó phát không? Con thì thấy mày với nó chửi nhau ác phết, ghét nhau trước à? À... đấm mà đấm cũng được, nhưng mà tao thấy cái quả nó nãy nó vật tao một cái, tao vật lại thế nhẹ hẻo, gặp con chiếc rồi mà không ăn thua. Thế tại sao mày đến thấy được? Thấy cái lũ bọn mày trông không có đứa nào có tiềm năng lắm ạ. Ừ, thế bây giờ tìm người tiềm năng hơn cho mày đánh nhá. Chưa à? À rồi tìm đi, tìm đi. Em mở cửa cảnh sát bảo anh. Ôi giời. Nên lúc này khi mà cảnh sát vừa được bước đến, mọi người thấy đầu tiên là cái cậu thanh niên mà đứng cửa lúc nãy vào, xong là giơ tay chào bẩm báo các kiểu. Tiếp theo thấy anh Bảy, giáo viên Bảy đang ở đây cùng một cái toán nữa. Ôi trời ơi, sao canh gác thế nào mà lại để chuyện này? Ngó sang, ê sao mày ở đây? Mà em đi chơi á, xong em thằng này chỉ về mình đang trong góc, nó rơi xuống cống, xong nó không biết trèo thang, em nhảy xuống vớt nó lên, xong em nhảy xuống, xong cái thang bọn em cũng không biết trèo thang. Sao ở đây? Đâu rõ ràng bọn em đi một vòng đi chơi làm gì mà suốt từ quận phía Bắc ra đây. Thì thật ra là đây, như anh vừa mới sáng nay gặp thằng này bảo là anh đang điều tra đấy, cái bọn nó đánh nhau ầm ầm. Sao đây là cái gì? Em nói nhầm. Thật ra là em nghe thằng Văn nó nói rồi. Tự nhiên kết quả tin đồn bọn em đây, bọn em thấy cũng điêu điêu. Bọn em làm ăn kinh tế các thứ về mọi người quan trọng đến là niềm tin của bọn em. Em không thể để tin đồn tiến tiếp tục được nên xuống bọn em thử tí, tìm tòi tí xem thấy gì không. Im xếp lên. Mình nghe tiếng bên ngoài có vài tiếng bước chân nữa, khá là đều nhau. Huỵch cửa, mọi người thấy cái cửa sắt và nó kẹt lúc nãy kẹt một tiếng rất là đều mở ra. Đi vào trong cái hành lang đấy là một cái bóng cao lực lưỡng trong một cái bộ giáp, mặc dù là với cái ánh đèn ánh đuốc nhập nhòa trong căn phòng này vẫn thấy là bộ giáp khá là bóng. Đi sau đấy là có vẻ hai người nữa cũng trong bộ giáp. Khi mà bước vào, cái người đi đầu lại nhìn xuống phía cái xác của thiếu úy Dũng, xong rồi bỏ mũ ra, anh ngồi xuống nhìn kỹ hơn. Mọi người thấy một người phụ nữ cao to lực lưỡng ở trong trên cái giáp của mình có những cái huân chương, cái kiểu biểu tượng của cảnh sát trong thành phố. Văn sẽ nhận ra người này trước đã từng là trung úy, đúng không? Anh đang nhìn lại cái nốt của anh. Đúng. Trong tài liệu hay là trong in car, trong in character vào cái riêng Văn ghi chú. Nhận ra đây trước là trung úy Grey Win, giờ đã là nghe tiếng là chỉ huy của toàn bộ lực lượng cảnh sát thành phố. Cô ấy một tiếng quay sang về phía mọi người, phía mà ánh đèn rõ hơn soi vào gương mặt. Mọi người thấy một gương mặt là vuông chữ điền và trông nghiêm khắc, nhìn về phía điều tra viên Bảy. Bên của điều tra viên làm việc này không ổn, ngày kia lên văn phòng chúng tôi sẽ có ba việc bàn thêm. Canh gác hiện trường đảo lộn hết lên thế này. Điều tra viên biết là tình hình giữa hai băng đảng bây giờ cực kỳ nghiêm trọng và chúng ta phải chấm dứt việc đấy, không để những cái thứ không đầu vào đầu như thế này cả. Liếc về phía mọi người, nghe nói mọi người là mấy
mấy cái thứ không đâu vào đầu đấy. À, này có phải cựu điều tra viên Văn không? Thở dài xong gật đầu, đúng là tôi. Với bước một vài bước nữa, đến ngay trước mặt Văn, nhìn xuống. Cựu điều tra viên, việc của cảnh sát không còn liên quan gì đến cậu nữa. Nên là, tôi xin nhắc, đừng có chĩa mũi vào những chuyện này. Nếu hôm nay việc điều tra phát hiện là cậu có tội gì, thì tôi cũng không để tình cũ đâu. Và đặc biệt, dù không có tội, nếu mà lần sau tôi cũng thấy cậu cùng với hội lảng vảng xuất hiện trường, thì có thể về đồn nhé. Vâng, gật đầu. Xin lỗi. Tụi em xin lỗi chị. Nhưng mà vậy thì xin phép cho tụi em về trước. Có gì thì chị cứ gọi, em sẽ có mặt ở trên đó để hỗ trợ điều tra. Điều tra viên 7 đã lấy địa chỉ của hội đấy chưa? Hay là biết chưa? Có gì làm việc? Điều tra viên 7 à, có rồi. À, chị Huy ạ. Có rồi. Thế là hiện tại thì em tôi cũng hỏi là mấy câu xong rồi để mọi người về đó. Tốt. Tôi nhìn xung quanh cái nơi này một lượt, đi từng bước quanh căn phòng, nhìn ngó cái hiện trường. Rồi, vậy là một cảnh sát nữa đã bị thiệt mạng. Cái thằng bị trói trong góc này là đâu? Vâng, nó sẽ quay sang. Tôi em kiếm thấy nó trong căn phòng đằng sau. Nó lao ra, tấn công tất cả. Hình như trước đó là tấn công Thiếu Ý Dũng. Trong lúc mà Thiếu Ý Dũng bị ngất nằm ở đó thì nó rút dao cắt cổ Thiếu Ý Dũng. Tụi em không kịp làm gì cả. Nhìn xuống làng thì thằng đấy nhắc mép. Mà bọn đứng sau làm dấu. Nó lắm. Thằng đấy đi ra thằng dấu cho làng là mày đánh thằng này đi đấy. Chỉ mà cái đứa hình xác. Nó thằng làng nhìn cái. Sao? Mày nói gì? Thằng làng cười khẩy một cái nhổ nước bọt. Những cái trò mèo này, mày làm với ai? Tôi nghĩ là mày cứ về đồn đi, rồi sẽ có trình tự xử lý. Chứ cũng chẳng đáng thời gian đâu. Rồi, tưởng là dưới này còn đánh nhau gì nữa, lôi cả hội Paladin xuống đây. Nếu không còn gì ấy, thì điều tra viên 7 lo nốt nhá. Tôi còn có các việc của bên chính quyền. Hôm nay lùm xùm nhiều việc lắm. Thôi, ngồi bước đi, không nhìn lại, ra khỏi cửa. Mời mọi người nghe tiếng bước chân xa dần. Điều tra viên 7 đấy. Thôi rồi, thế có gì là anh cũng biết địa chỉ mấy đứa rồi. Nãy cũng kể cho anh một lượt là việc xảy ra thế nào rồi. Thì đấy, anh ghi chép lại. Xong rồi như cái chỉ huy Ray Quinn nói, bây giờ cái vụ này nó hai lần có tên bọn em nó nhắc lên rồi, một lần là kiểu mờ mờ ảo ảo thế nào liên quan đến bọn em, người dân bảo có, xong bây giờ bọn em còn có ở đây nữa. Nếu mà bây giờ lần này ra cái gì, chắc bọn em không ở đây thế đâu, nhưng mà có cái gì mà liên quan lần nữa là anh không biết làm gì đâu. Cẩn thận đấy. Vâng, nó gật đầu. Tụi em cũng xin lỗi anh về vụ lần này, đi mà chưa báo trước cho anh. Chỉ là tụi em cảm giác hơi lạ nhưng mà có thông tin nên tụi em muốn đến xem như thế nào. Không ngờ hỏi gì có hành ra như thế này. Có gì thì cứ hỏi luôn anh chứ. Này, ta nhớ ra cuối tuần trước làm gì chưa? Hay là vẫn để sáng mai lên đồn rồi em nói với anh thể. Để sáng mai lên đồn đi, em cần dẫn thằng Minh nó về. Hồi nãy nó gặp một số thứ. Trông thằng bé cũng không ổn lắm. Rồi, đi về đi. Rồi đi nhanh lên. Mấy đứa bảo mấy đứa cảnh sát khác. Làm gì mà để anh đi điều tra đo đạc một lượt xong rồi có gì dọn dẹp nhá. Nhanh lên. Anh lại phải lên cái ông nhà bên trên ở đầu ngõ gì đấy, lại kêu ma miết gì đấy. Cái cảnh hồi nãy đó. Văng nó. Biết mà. Văng nó sẽ vỗ vai Thiếu Ý Bảy, anh Bảy, chắc ngày mai em sẽ có nhiều việc hỏi anh hơn đó. Ok, rồi thế nhá, chắc sáng mai anh cần mấy cốc cà phê, đêm nay còn thức lâu. Rồi về đi. Cẩn thận nha. Vâng, sẽ tiến lại, đỡ mình lên, về bên đây. Yuki cũng sẽ tự giác đi về. Trong lúc mà em làm ritual cho anh Dũng, cho em xin một ít tóc anh Dũng, em sẽ làm một cái dây chuyền tang cho tất cả những người đồng đội em sẽ đã ngất kể cả trong quá khứ. một tí không một tí
Ok. Cái dây chuyền này có nhiều tóc không? Tí tí Ok. Tưởng là một cái vòng tay. cái dây chuyền tam nhớ như mà cậu đồng đội cũ của Yuki chết cũng nhiều ấy, thì nó sẽ là cái dây chuyền nhiều mặt tam, hiểu không? Tự nhiên tôi thấy nghi ngờ cho xương sống của chữ Em chưa bao giờ cảm giác nghi ngờ cuộc sống của em chạy đi lúc này. Thì khi mọi người bước lên trên, trời bây giờ đã tối sầm rồi. Cái mùi tanh của biển thì vẫn cứ thoang thoảng đâu đây. Mọi người đã dẫn sẵn sàng để ra khỏi cuộn cảng này, về lại căn biệt thự của mình rồi. Vài người uể oải bước đi ra chỗ đầu đường xa xa một tí, vẫy một cái xe ngựa đi về phía quận Bắc. Trong cái chuyến xe lúc này thì tĩnh lặng hơn trước. Mình đã không còn những cái bài giảng về quạ nào nữa. Bà Sau Mộng lúc sẽ này ngồi giảng về nguyên liệu nấu ăn. Ý là bà cũng muốn kiểu pha trò để mọi người cười, nhưng mà bà ấy không biết bọn trẻ nó thích cái gì để bọn trẻ cười. Thế bà ấy giảng về nguyên liệu nấu ăn. chưa bao giờ cần thằng Minh nó kể nhiều chuyện đến như vậy. Mọi người đã Thấy không khí im lặng thì mình cũng kiểu hỏi cô Mộng tối nay ăn gì nhỉ? làm ăn gì, ăn thịt cá không hay là thịt à thôi được. Ăn gì nhỉ? Yuki quay ra chỗ ăn ăn thịt Hay hôm nay ăn chay bữa đi, rồng được không? định cho mày ăn sashimi nhưng mà tao sợ mày không chịu được, thôi ăn chay bữa đi. Không sao đâu chị ạ. Mọi người đã về đến căn biệt thự. Mộng rất nhanh chóng nấu được cho mọi người một bữa, hơi muộn giờ một tí, vẫn là ăn uống nghỉ ngơi. Mọi người trong cái thời gian buổi tối này đến lúc đi ngủ có làm gì đặc biệt chung hay riêng này làm? Yuki sẽ Wow. tự craft một cái dây chuyền tang, xong rồi đặt tóc của anh Dũng vào đấy, treo vào một cái sợi dây lủng lẻo cái dây chuyền tang, và nó cắt được cái hòm của nó. Bao giờ tới được chúng ta? Mà kiểu cắt sợi tóc đây. Ta đuổi trước. lúc lúc mà Hoàng mới thấy thể sợi tiến. tóc của chị Mộng Yuki sẽ đẩy, chắc hy vọng là sẽ không có ngày đấy đâu chị ơi. Em sẽ Ôi. bảo vệ mọi người bằng cả tính mạng mình Chị giúp tao chết rồi, mày giật tóc tao cho bất kỳ lắm, mày cầm cái này đi. mà. Đầu tóc tao nó im. Mày cắt tóc xấu bỏ mẹ. Sao đâu, em biết cắt máy bằng mà. Đây, đây Em giữ luôn đi, không cần trả lại. Đầu tiên thì thằng Văn nó sẽ tiến lại chỗ thằng Minh trước. Nó sẽ cố an ủi thằng Minh. Có nhiều thứ mà nhóc có cố bao nhiêu thì kết quả nó cũng đã vậy. Mình buồn nữa. Thằng Minh nó nhìn lên Văn xong rồi nó cười thôi. Em đâu có buồn đâu, mình thất bại hôm nay thì ngày mai, thì có nghĩa là ngày mai mình có thể thành công mà cũng tối rồi, mọi người cứ nghỉ ngơi đi, em phải đi rửa hết cái đống máu này nữa. Với lại nãy em rớt xuống cống hôi quá, đem đi tắm nữa, thôi mới lủi đi thôi. Nghe cái câu mẹ ngày hôm nay thất bại ngày mai thành công lớn thế nhỉ. Chị mong kiểu thấy khỏe rồi thành công chưa ta? Mới sợ nhìn núi Văn sao. sẽ Văn sẽ như thế Yuki. Cậu cũng đi tắm đi, hồi nãy cũng rớt xuống cống nữa. Không sao đâu, lát nữa đợi đợi xong đến lượt xong mình xong đến lượt cũng được. Ở trong cái có thể anh cũng biết ngày xưa em cũng lăn lộn trong nghèo khó quen rồi, tình trạng bây giờ còn nhiều điều kiện lắm, anh không lo đâu. Hay hay ý anh là hiểu hiểu rồi nhá, sau này là Yuki sẽ bắt đầu đứng dậy đi ra một góc nhà khác rất là xa văn để ngồi xuống tiếp, làm cái locket tiếp. Văn nó sẽ khui hai chai bia ra, một chai đưa cho bà Mộng. Chị Mộng, chị có nhớ cái nãy anh Mỹ có nói về cái người đàn ông ở đầu cái con đường đó chứ? Nhiều thế nào được, nói đi nào. Hồi nãy em nói từ đó về Rồi mày đã chú ý đâu trong cái nữa? Chưa đủ à Văn? trong cái phòng đó có một cái đường hầm,
dẫn trực tiếp tới căn hầm của nhà họ. Lúc mà chị kể về cái việc chúng ta từng ở đây, những cái mảng kiếp nó bắt đầu ù về. Và em thật sự nhận ra được là có cảm giác như tuần trước em đã ở đây, em đã đi theo con đường này. Không biết vì lý do chị. Vì là quan trọng không phải là tuần trước mình có đến đấy thật hay không. Quan trọng bây giờ mày nghĩ đi. Tuần trước mình mình ở nhà uống rượu nhậu và say tại nhà chỉ năm đứa với nhau. Thế thôi. Mai mày phải trả lời. Em biết. Em cũng muốn biết chính xác là chúng ta từng làm gì ở đó mà. Đủ khó khăn. Cái sự tò mò của mày kéo theo một mạng người đấy. Lần này thằng Minh có thể bị sang chấn. Lần này cái máu trên người thằng Minh có phải không phải là của nó. Lần sau là của nó. Mày lao vào cái này để làm cái gì mày? Ngoài cái việc chỉ để thỏa mãn tính tò mò của mày ra. Một bài học đối với mày là chưa đủ à? Mày phải học lần thứ hai. Hay mày phải để cả cái đội này của mỗi mình mày nữa thì mày mới vừa lòng. Để mày không tò mò một cách ngu ngốc như này. Mày biết phải làm gì. Cảm ơn chị. Còn mày đi một mình thì mày cút ra ngoài mẹ đi. Thằng Văn nó sẽ uống hết đi chai bia. Xong nó sẽ bước ra ngoài. Mọi người nghỉ sớm. Trong cái lúc mà thằng Văn nó bước ra ngoài thì mà bọc bụng mẹ cho thằng Văn cái bàn thôi. Chị. Tầm này. Em ra ngoài hút thuốc chị. Em ra ngoài hút thuốc chị. Mày hút trong này cũng được. Mình lên tầng rồi. Mình đi tắm rồi. Mình đi tắm rồi. Hút đây được. Mày ngồi ở đây. Mày ngồi cầm cái dây. Vâng, cái ngồi ở đó. Nó chăm đi thuốc. Rồi nó hút. Nó vẫn sẽ cố nhớ là chính xác là lý do tại sao còn chưa có đến. Và nó cũng đang nhớ lại những lời mà Mộng đã nói với mình. Đúng thật là lần này một số thứ do chính nó đã gây ra mà cái chết của Thúy Dũng. Nó cũng không biết là có nên nói thật với lại anh Bảy không. Lúc mà nó hút xong YouTube thì nó mới kêu là em về em nghĩ, em về phòng nghỉ trước. Chị không định gỡ cho em á chị. Chị. Nói dài dây ra. Đi tao nối đi. Tao nhả rồi. Mày tầm này giống bằng mình. Tí tao một giây phải mười mình. Em ở tầng này. Nó ở tầng này. Đúng. Vậy đi là chị ơi. Đi. Đâu rồi kiểu cái quặn dây kiểu bà kiểu quặn dây tao đụng. Đừng tấn giữa đấy. Đi. Đừng quan tôi về phòng. Trước khi mà mọi về phòng thì việc đầu tiên bà ấy làm là bà ấy sẽ xuống pha một cốc sữa thật ngọt. Một cốc sữa sô-cô-la ngọt, tiểu đường mẹ luôn. Để mình. Tao biết tao tưởng người trẻ thích ăn ngọt. Xong rồi bên phòng xài cũng sẽ có một cốc. Rồi bà ấy sẽ lấy cái ổ khóa của bà ấy để trong giường để khóa tất cả các cánh cửa trong cái nhà này. Bảo đêm nay không thằng nào lẹn ra ngoài cả. Xong bà mới đi ngủ. Lời nghĩ nhiều. Chồng người ta biết mày nghĩ gì đúng đi ạ không? Minh thế nào sau khi mà tắm rửa xong? Quên mở mic. Thì đang anyway, nó không dành thời gian để mà nó không cho phép bản thân mình dành thời gian để mà đau khổ dằn vặt bao nhiêu đó trên chuyến hành trình đi về nhà đã là quá đủ rồi. Cái cách để mà chuộc lại lỗi lầm của nó tốt nhất là giải đáp được những cái ẩn khúc còn ở trong này. Cái cách để mà atone được cho những gì mà nó thất bại là giúp cái người đã chết không bị chết oan. Nó mới lấy cái locket mà hồi nãy nó thó được ở dưới kia ra. Mình có biết gì nhiều về cái ông lãnh chúa và gia đình của ông không? Lãnh chúa này đọc theo lịch sử Phong Thanh thì ông vợ ông ấy mất sau khi vài năm sau khi sinh được một người con sau hai người đó. Người qua những cái kiểu celebrity các thứ thì một người con trai. Sau rồi gia đình bên họ ngoại của bà này thì có vẻ như từ sau vụ mà ông lãnh chúa ông ấy bị lùm xùm trộm tiền thuế các thứ là cũng cắt luôn thằng con thằng cháu cắt luôn liên quan đến ông đấy. Còn có vẻ nghe đồn Phong Thanh luôn thằng con, thằng cháu vẫn ở trong thành phố này. Hình như là người nào mà theo dõi, có thể là một số bạn bè trong trường theo dõi celebrity thì thấy hay đến Yawning Portal, người con này, hiểu, làm trò uống, xong rồi hang out các bạn. Cái đó ở xa vị trí của cái chỗ của mình đúng không? Quán rượu và In Yawning Portal là một quán nghỉ ngơi khá nổi tiếng trong thành phố Waterdeep. Thường là những người mạo hiểm giả hay đến đấy. Và
có nghe đồn là ở giữa cái quán có một cái hố xuống vực rất sâu và trong đấy có tiềm năng là rất nhiều quái và kho báu, nên là mạo hiểm giả thường đến đây. Quán này thì cách chỗ mọi người khoảng 5 dãy phố. Ừ, mình trèo cửa sổ rồi đi ra đó nha. Tao khóa rồi. Mày mất khóa cửa sổ. Tao khóa hết rồi. Nó ở tầng gác mái nữa, nó đang cột dây cột gì ta ra giường. Nó đâu có giường đâu nên nó có rất là nhiều ra giường, cột ra giường luôn. Mình bỏ cửa sổ ra thấy bà Bọc đang đứng ở bên ngoài cái nhà đang leo người nhà mày. Mày đâu ấy? Sao mày chuột khép mặt? Bà đang Spider-Man bên ngoài. Cái cửa ở trên tầng rất cao nha. Yên tâm, bà một người một bộ kit leo tầng đó. Bà ấy đã từng leo ở chỗ cao hơn đấy. Đi cửa chính vậy. Quả. Mày đâu ơi? Em đi gặp bạn. Bạn mày đéo, mày điêu vãi cả lìn với bạn được mày cái lũ này đi với mấy con chuột. Bạn tương lai, em có đi học mà, ok. Ngồi đây. Bò ơi, thằng Minh đi chơi buổi đêm này. Nó có bồ hay sao ấy? Không, Yuki ngó ra kìa. Đi chơi à, em đi với. Đi, đi. Chị ơi, mở cửa chị ơi. Đâu, đâu, đâu. Ý là... nếu như mà lục trong cái đống báo thì có thấy được cái hình của thằng con trai của ấy không, những lần cuối cùng được chụp lại trước khi báo chí không còn quan tâm tới anh ta nữa. Báo chí không còn quan tâm cách đây nói chung là cũng xa khoảng 2-3 tháng rồi. Nhưng mà cũng có một cái hình kiểu mặt của anh ta mà đằng nào cũng là con lãnh chúa mà, có, đúng không? Có cắt ra. Ok, vậy bây giờ mọi người đều đi luôn hả? Ừ. Thấy Văn đi xuống thật vẫn còn nghĩ sợi xích đi sắp theo cái bàn. Thôi, vậy mọi người đi đâu ra quán rượu à? Yawning Portal. Đúng rồi. Tất cả. Tất cả. Tất cả. Mộng đi mở quá từng phòng. Wow. Mình kiểu em đi chơi với bạn, mọi người kiểu bạn nào, tên gì, nhà ở đâu. Ờ. Để tao đi theo luôn cho lời. Con nhà ai? Học hành thế nào? Con nhà ai? Tại sao đi chơi học bạn gì? Nam hay nữ? Không được. Đi. Hay là cả nhà đi cùng một. Bây giờ khoảng 10 rưỡi tối. Ừ, mới 7 rưỡi tối mà làm như là 10, 12 giờ đêm. 10 rưỡi. 10 rưỡi tối là muộn rồi. Thì em 10. Ra gặp bạn đưa đồ cho bạn xong em về mà. Ừ, tao đi cùng mày mà không sao đâu. Nếu đâu mày đi nửa đường mình bắt cóc thì sao? Trên đường đi mình có thể rẽ rẽ vào đây các thứ được không? Không. Để thiện gạch một khả năng. Đùa đâu. Phải bắt cóc đi nha. Chị, tất cả mọi người đều đi. Ok, mời mọi người đến quán rượu Yawning Portal này. Tầm 10 rưỡi tối là khá muộn với nhiều nơi. Nhưng mà không phải với quán rượu Yawning Portal. Đây vẫn nhiều người, đông đúc, không khí khá là náo nhiệt. Nhưng mà vừa mới đi vào quán, không gian khá là rộng, có 3 tầng. Một tầng phải chứa được 6-7 cái bàn lớn. Và khi mà nhìn lên tầng trên thì có các cái tầng trên đó làm cái ban công thì có thể nhìn xuống tầng dưới được. Nhìn nó lên đến hết. Ở đúng giữa, đúng như cái tên của nó, có một cái miệng giếng rất là lớn. Nhìn xuống sâu thăm thẳm. Sau này mọi người vẫn đang uống rượu, chè chén, uống bia, ngồi chơi bài, ngồi chơi board game, Tavern and Terrasque. Em có thể và... dùng study của mình để đi tìm người chấp ảnh không anh? Được, em tìm nhưng không thấy. Không khi thấy Minh đi lòng vòng nhìn tất cả các bạn. Chơi board game gì kiểu vậy. Nhìn mặt từng người, nhìn cái ID, lên tầng cũng ngó. Nhưng mà không thấy người trong ảnh. Kiếm là bạn chưa mình? Ở trong... hả? Kiếm là bạn chưa? Dạ chưa ạ. Ở đây thì có người hát mà đúng không? Kiểu có một đứa bạn mà đúng không? Một nhóm bạn. Có. Nhìn phân biệt giữa mặt của người đứng hát và người pha rượu thì nhìn ai dễ nói chuyện? Người đứng hát đang
bận hát người pha rượu đang bận pha rượu, và trông mặt cái ông pha rượu cũng có vẻ là không nói chuyện lắm. Có thể hỏi mấy người đưa bê đồ. Ok, em túm đại một ai đó nhìn có vẻ thân thiện. Anh chị Vâng. ơi, anh chị có thấy người này ở đây không? Đưa cái hình ra như tìm trẻ lạc. Mình sẽ thấy bắt được một chị bê đồ, thì tóc đỏ quay lại. Ô, mà người bên này, cái anh này hay đến đây lắm đấy. Anh này cứ gần như tối nào cũng ở đây. Ôi nhưng mà nếu mà em tìm thì có vẻ là hôm nay anh ấy không có ở đây em ạ. Cũng cũng hơi lạ. Anh ấy thường là tối nào cũng ra đây ngồi uống rồi chơi bài cái thứ mà tầm 4 5 hôm rồi đấy không đấy. Thế cái mấy người đi chơi cùng với anh ta thì có còn tới không? Từ từ, có phải cuối tuần trước em có đến đây không? Em đến Mình được mặt ra để kiểu hình như cũng em cũng đến cùng với cái hội cái ông chú nào à đấy đấy lù lù sau em kìa, cái hội lại đi đi tìm cũng tìm người này mà chúng tôi nha. nhưng tuần Đúng trước đúng thế rồi. là lúc đó em có tìm ra được anh đó không? Cái đấy thì chị không biết. Em như là bọn em đến đây để gặp một cái cậu, hình như là cậu bạn của cái anh này, xong rồi anh ấy nói chuyện gì đấy, xong chị bưng qua thì nghe là nhờ mọi người tìm hộ cậu này mà cái tìm được không thì bọn em tìm được không, sao tự nhiên hôm nay lại quay lại hỏi. Vậy là anh ấy mất tích từ lúc tụi em tới đây lần đầu rồi. Mất thì nghe hơi quá ấy, em kiểu, nhưng mà đối với cái cậu cái anh này hay đến đây thì có thể đấy em. Thế thì ý là khoan, timeline nó đang nhức đầu á. Tuần trước em tới cũng đi tìm người này và người này không tới từ trước tuần trước nữa. Chị hỏi đứa bạn làm cùng cái để xem chính xác ngày nào. Đâu, chị này đi hỏi một tí không quay lại. Rồi chính xác thì hình như là từ từ thứ 6 tuần trước là không thấy đâu. Ừ, rồi, em cảm ơn. Ok Dạ. thì nếu không tìm được chắc báo cảnh sát đi nhỉ, như anh này cũng như mà anh này cũng quen quen lên báo mấy lần thì chắc chắc nổi tiếng gì đấy. Xong rồi nó đi về lại phía cô Văn, chú Văn với lại cô Mộng. Não đang chạy cả hai người. Từ trước mình có tới đây một lần đó. Wow, mọi người dẫn em đi ba. Sao có lại những người ở đây kìa, mà cứ kiếm được bạn không? Em nghĩ bạn em chết rồi theo cái Chết đà hả? này. Không mà không lấy không đuổi nó về nữa, không mà đừng cho đi làm nữa, không mà để nó yên được không ạ? Em gọi về gia đình lôi nó về. Tại em nghĩ rằng là tuần trước tụi mình theo lời của mấy chị bưng bê thì tuần trước tụi mình tới đây một lần rồi, giờ cũng đi tìm bạn của em mà bây giờ mình lại quay lại tìm anh ta thêm một lần nữa thì Em cuối cùng bạn mày là ai? nó đưa cái hình Tại sao mà tại nè. sao chúng ta lại đi tìm bạn? Bạn mày là Nó con là thằng này. thì em nhớ Mày kết bạn cái nó được thằng không? này bây giờ bao nhiêu, khoảng bao nhiêu tuổi nhỉ anh Thiện? Cho là chắc là đầu 30. Cái ông bạn Hồi chú thì ông đó lúc già. em đẻ, anh này còn đi ra bế em mà nên Từ từ, có nó lý buồn, nó do gì buồn. để Thế để thì tất cả cái lúc tại này sao đi chúng ta tìm lại cái đi thằng bế bày? kiếm? Vậy hết làm sao nhỉ? Mình nó mới suy nghĩ một lúc xong rồi nó đưa ra cho mọi người xem cái locker hồi nãy nó tìm được. Cái cô ở trong này nè là mẹ của cái anh đó Tao biết. mà thì em tìm thấy nó ở dưới cống nên em nghĩ cái này là của ảnh, mà tìm được của rơi thì phải trả lại người đánh mất đúng không? Sao mày đéo nói sớm hơn? À, Đi về đi em, tại vì không lúc đi về. về em mới nhớ mà. Đưa cái đó đây cho. Không. Đưa đó đây cho Không. chú. Nha. Không. Của em à. Đưa Không, đưa đây. mình đúc kết một hồi không tí tao cũng trộn. Đưa, Em miễn cảm thấy cái cưỡng này đưa cho quá. chú Văn. Nhớ trả lại nha. Đi về thôi. Đi về ở đây là đủ rồi. Mày hỏi Trời, sớm mày. anh chơi Yuki trong lúc mà mọi người đang chồng gặp suy nghĩ Yuki sẽ nhảy vào một cái bàn nào đấy đang chơi board game mấy cái Là trò như kiểu túi lơ khơ hoặc là cờ 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 tiền không cờ, em? cờ vây á, rồi Yuki sẽ kiểu đánh cái nước đấy đánh cái này Rồi phải như thế.
đấy đi nước kia cầm như mấy cái ông mà ngồi vỉa hè đánh cờ mạch một cái đúng rồi sao kéo rồi mà kéo vậy ôi yeah Yuki ơi đứng xong rồi sao thắng rồi và đưa giày chứ không thôi là bầm mà ông bắt thắng cái đưa giày và bỏ quăng cái dao vô đầu đó. Yeah chịu em về ok coi là của chú cố lên nhá thắng rồi đừng nhớ đi nước này đúng rồi chú nhớ rồi trong lúc đi kéo Yuki Minh có người giật tay. Ê sao ở đây? Dạ sao ở đây? Nhìn xuống không nhớ nhưng mà cảm giác là quen quá sao. Ê tưởng tìm được thằng Rindia xong hẹn nó đâu mà mình chớp mắt xong rồi nó sao ta không biết nói gì tìm được ai cơ thằng bạn đôi này thằng Rindia ấy đấy sau nó sẽ bảo thì với tôi là mấy hôm nó phải lâu kỳ nó không đến đây xong hẹn mọi người cái gì đấy mà anh có nhớ là nó hẹn ở đâu không tại hình như là em té em đập đầu ấy nãy em mới đập đầu đâu á vẫn hồi nãy thằng anh lai anh đẩy một phát là vẫn còn u đầu nha em quên mất rồi. Ôi, thế mà mấy hôm nay nó ra nghĩa trang nó đợi nó bảo là nó đợi nghĩa trang cái khỉ mấy tối nó đều ra đi đợi hết mà tưởng mọi người ra gặp cái gì đấy gặp chưa giờ đi gặp nè cảm ơn nha cảm ơn nha gì hình đợi ok anh hy vọng bạn sẽ đỡ đau đầu sao đi ra kiểu chú Văn ơi sao đó bài của con nằm ở nghĩa trang á bạn mày nằm ở nghĩa trang ngồi ngày mai chú Dũng mới được chuyển vào đấy con này tối nay chưa chuyển qua đâu từ từ không cái anh này nè nằm ở nghĩa trang á tối nào người ta cũng ra đợi mình mà sao nãy mày nói nó chết rồi em nghĩ là ảnh chết sao? Rồi nhưng mà ảnh đang đợi em ở ngoài nghĩa trang á mọi người đi thôi đi ra nghĩa trang nào sao nó có thể diễn biến nhanh như thế được yeah. Ban đầu em bị mà chọn nghĩa trang bạn mày hẹn mày ngoài nghĩa trang dạ buổi tối hình như là từ trước lúc mà mình gặp tìm được nó xong rồi nó bảo là cứ ra nghĩa trang tìm nó nên tình huống tốt nhất thì nó thích ra nghĩa trang gặp mình. Tình huống tệ nhất nó là vong hồn thì mình ra mình trừ tà cho nó. Không phải chú là cleric à? Mà anh định nói gì vậy? Đi thôi nào, đi ra nghĩa trang nào. Đi. Ok, đi nghĩa trang. Nói đúng quá sao cãi được. Không nín. Không khí trong công viên nghĩa trang tối nay vẫn rất là trang nghiêm. Đây là một nơi được cất giữ rất sạch, rất là kiểu chăm sóc, cây cối rất là sạch sẽ và tỉ mỉ. Một cái cơn gió hơi lạnh thổi về phía mọi người khi mà bước đến đây. Bước vào cổng nghĩa trang có một vài người lính canh thấy mọi người thì cũng gật đầu. Người lính thì canh không có việc ẩu đả hay vấn đề gì diễn ra ở đây. Đi đến cái nghĩa trang này khá rộng. Mọi người đến chỗ nào? Nó có mộ phần của cái bà Lady Branagh không anh? Có. Em đi ra chỗ mộ bà. Khi mà bước đến chỗ mộ của Lady Branagh, có vẻ đây là một khu vực được những người bảo vệ chỉ dẫn. Đây là một khu vực rất là rộng. Kiểu một cái mộ của cả gia tộc nhà Branagh luôn. Và mọi người bước đến nhìn về phía đấy được xây dựng một cách rất là thì muốn dùng từ đấy gì đấy ngoài từ trang nghiêm nhưng mà mỗi từ đấy hiện ra trong đầu thôi. Đó là rồi. Trang trọng ấy. Trang trọng rồi. Nghĩa trang như có phải đám cưới đâu mà trang trọng. Rồi. Trang nghiêm. Người đến đấy nhìn vào có một cảm giác gì đấy nó là an bình khi mà nhìn vào cái không khí nơi đây. Cây cối được trồng trọt tỉa tót cẩn thận và
Đứng ở khu vực này khoảng 30 giây, đứng lại nhìn, mọi người nghe một tiếng ở ở một cái gốc cây bên cạnh. Bụi cây. Không phải có bụi cây biết nói. Em chưa lên level mà sao em có level, em có speak with plan rồi. Hay quá. Không, mày không thấy cái bóng không, mơ rồi đó à? Không phải cây. Ở đây. Bắt xong nước sâu đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Sao chú trong đó vậy? Thì ngồi đợi làm cái gì đó. Giải to mà. Mũi chết anh. Anh đợi lâu chưa? Mũi chết hết chân anh chưa? Mang cái chân ra. Mọi người... Thôi rồi, xin lỗi. Chắc là đến hôm nay mọi người mới rảnh để ra hả? Dạ không, em quên rồi. Hả? À, không. Thời gian gần đây có nhiều vụ nên khá là bật. Hình như bạn cần cái chân ít. Không cả, tôi có gì mà thêm cũng được. Mọi người thấy một thanh niên cũng cao ráo, trông hình thì cũng không phải là một người chỉnh chu lắm ngoại hình, không phải chỉnh chu lắm, nhưng mà đúng là cái người mà trong ảnh. Đúng rồi, mọi người nhìn mà với cái cách mà cậu này cười khi mà nhận được cái thêm cái chan, miệng thấy quen. Báo thông túi mending kit của Yuki thật nhé. xin hứa là nó sẽ thơm. Hả? Có tóc đỏ như nhau vậy? Thằng rồi đây tóc cũng đỏ mà anh. Rene. Tóc hợp mình cũng đỏ luôn. Thế cùng là tình thế nào? Cái con mắt đấy thì thế nào rồi? Hả? Chúng tôi chưa thể tìm hiểu ra được con mắt nó như thế nào. Nhưng vẫn đang cố gắng trong thời gian điều tra. Quay qua nhìn chú Giang kiểu what the fuck, chú bóc thông tin ra từ đâu vậy? Ok, thế thì điều tra đi. Thế có thế hôm trước về thế nào, dưỡng thương chưa? Chứ tao bị thương hả? Không, chỉ có một vài thôi anh em, không sao, đỡ rồi. Hôm trước gần như là lăn lê bò toài cả lũ rồi đấy, bị con bạch tuộc nó blast một cái vào mặt. Con spectator hơn. Chứ không phải spectator đâu, như hôm trước là chính cậu cũng nói mind player. Rồi sẽ đầu óc beng beng hết này. Sau cái trận đó mọi người hơi bị hang chấn lên, có dấu hiệu không muốn nhớ cái việc đó. Rồi thì nhớ cái gì? Không nhớ gì hết. Tại sao tại đấy nhỉ? Mày là ai kìa? Cái chú Đông, chú có hai tay á, chú bịt miệng thằng cô mộng luôn đi. Yuki cả, đây, để em. cái câu này chị hỏi em hai lần rồi. Này đấy, chú mày là. Và cô cứ... thực ra đi gặp người mà không phải cứ vồ vập ở quán rượu và ập vào muốn uống với em các thứ cũng mới ấy, không, nhưng mà thế này thì hơi lạ. Rồi rồi, em là Rainier đó, thấy được không? Cái thằng Rainier mọi người cứu ấy, từ hang của Sanata ấy, từ hang của Sanata, từ cái cống ấy. Sao mày bắt em Yuki ơi. Yuki cậu quay ra cả đây rồi nhá. Chị nói cho em xem nào. Táo tốt đốt thành tốt hơn hay là sắt cục quốc dân tốt hơn nào? Mặt bãi lúc chỗ hả? Ôi ông ai biết ngay mà cái đầu óc bang hết cả rồi. Hôm đấy đã bảo là để có gì là về nhà cẩn thận nghỉ ngơi đi, xong rồi hẹn quên hết cả lũ rồi. Vai mày đừng có hôm đấy nữa, mày nói mày thôi đi, hôm đấy là hôm nào bọn tao làm cái gì? Hôm chủ nhật đi. Mày cầm vừa dạ, mày cầm nói vậy. Hôm chủ nhật. Tối hôm chủ nhật. Văn phòng bọn chị cứu em khỏi cái chị né con dao tí, em hơi bị líu. Thôi
Chị cứu em khỏi cái chỗ bọn Sanata, cái chỗ cống ở quận cảng ấy. Ừ, rồi sao nữa? Rồi xong đấy là đầu beng beng, rồi có cái ông vừa lên, có ông nào chửi ma hay cái khỉ khỉ gì, em bắt cho cái xe ngựa đi về, em bảo là đây hẹn ở đây thế này, buổi tối em ra nhá, không đáp tiền thì ra, em ngồi hôm nay thứ mấy, thứ hai, thứ ba, thứ thứ năm rồi. Sao mà bị bắt thì em sau một vài hôm suy nghĩ thì có vẻ là vì cái bọn nó muốn lấy cái con mắt con lo gì đấy trong trong cái dây chuyền của em ấy, cái dây chuyền này mãi vẫn chưa tìm dây chuyền này hả? Ừ, gì tìm được rồi à? Nó có một ảnh mặt mẹ mày thôi. À đúng rồi. Rồi sao? Em xin. Ít là hả? Bọn nó lấy đồ trong đấy rồi. Cái hôm đấy rồi xuống cống như còn đánh nhau rồi đấy, to lắm. Bọn nó đấy, cái lúc mà em bị bắt ấy, là một tên bị bắt với cái bọn Zendarim nhá. Cái bọn nhà kho ấy. Xong rồi bọn nó lại đánh nhau ủm sẻng gì đấy, bọn nó lại bắt em xuống Sanata xuống cống. Rồi lột đồ một hồi, xong rồi tra hỏi gì đấy, xong mấy khi ta rồi giờ vẫn còn điếng vào là bọn nó lấy được cái vòng cổ này, hình như mở ra có cái con mắt đấy, em chả biết cái vòng cổ của mẹ em để lại, bố em đưa ấy. Thế là lúc mà anh chị cứu xong ấy, chưa anh chị nhớ lẻn vào chị này, chị này nó kiểu giữa cái bóng đêm bảo xùi mày ơi, em giật hết cả này. Chị hình như chị leo tường vào, em chả biết, em cái đấy người chuyên ngành em không hỏi đó. Sau rồi em bảo ơi hình như bọn nó lấy cái vòng cổ của em, thế là cái chị này chỉ vào Yuki, chị bảo là ơi thì đâu để chị lấy cho, sau chị đi lấy. Rồi có cái con mắt gì đấy, mọi người đánh nhau gì đấy cũng hơi to, như cũng có người bị thương hay gì ấy. Thế là như chuyện ma ấy, từ trong phòng trong của bọn đó không phải đi nhá, bay nó hover trên mặt đất đấy, một con bạch tuộc là con mind flayer. Xong rồi nó ra, nó chẳng nói chẳng rằng lườm tất cả mọi người, cả cái hội Sanata của nó, cả mọi người đang đánh nhau ấy. Đó, đấy, xong rồi nó bùm một cái, hình như là sang chấn cái năng lượng psychic gì đấy cả căn phòng luôn. Và cái lúc đấy sao mọi người lại không nhớ được nhỉ, kiểu nổ to đùng ra đấy, mà cái con mắt lúc đấy hình như là đang truyền tay ai nhỉ, truyền tay anh này cầm này. Đấy, đang cầm con mắt tự nhiên nó như cái hố đen, nó hút hết toàn bộ năng lượng psychic trong căn phòng vào đấy. Trông ngầu lắm, anh trông ngầu cực, kiểu đang giơ tay này xong đấy. Rồi tất cả mọi người thế nào ấy, chịu hình như ngất hết hay sao ấy. Này, em lôi được mọi người ra cái đường thoát hiểm nào đấy, cái chỗ cái nhà ông sợ mai á. À, nhớ chưa? Oh. Wow. Từ từ chúng ta ngồi xuống nói chuyện một xíu đi. Ok mọi người kiểu muốn mất anh kiểu một hai ba bốn năm sáu bảy tám mất như nhau. Ít thở Thế em bảo mà, bạn của em đó. Bạn. Bạn, yay. Yeah. Tại sao tao lại biết mày bị bắt nhỉ? Ủa thằng... Tại sao tôi biết cậu không? Thằng bạn em nhờ giúp mà, nó trả tiền cho anh chị đàng hoàng. Nó được nhận tiền mà tao không nhớ. Là thằng ấy hả? Bắt đầu lật sổ rồi không? Lật sổ xem ghi chép, tao nhận đồng nào nhỉ? Ngày hôm thứ bảy có ghi là được cộng bao nhiêu tiền không? Có thật lời. Ủa, là chị nhận đúng không? Chữ ký chị nè. Chị ký nè. Ủa anh rồi này ơi. Nếu mà buổi tối anh ở đây thì buổi sáng anh ở đâu? Sáng chuyện dù không nhà ấy. Sợ vãi hồn vãi vía ra. Đi ra ngoài đường bọn nó bắt như chơi. Như anh có muốn vô mà... anh có muốn vô biệt thự của tụi em ở không? Thôi. Thôi con.
Thôi, thôi. Mày nhà tiếp đi. Nhìn thấy mọi người bảo thôi thế à, thật ra anh cũng cũng có thuê phòng trọ ở mấy con phố bên cạnh rồi. Nhà nhà thực ra là cũng có biệt thự của bố, nhưng mà anh không thích dính dáng gì lắm. Em nghĩ anh không nên về những nơi nào có tên bố anh đâu. Cái đấy thì đồng ý, phòng phóng viên nó vẫn cứ dành nhiều lắm. Biết nhiều vậy. Mày tìm cái mắt đi Phan. Mày móc mắt mày ra xem là có con nào nữa. Thế là mày móc ra một cái con nữa lọc ra này xem. Từ từ Ừ. này, này từ từ, từ, từ. Cháu có nhớ là sau pha choái thì con mắt có dâu không? Thì một là tuổi Đâu gen, hai là tuổi xanh. Dễ mà. mày cầm ba chú đang cầm đó, chú đang cầm thấp, hả? Có cầm đâu. chú là người cầm và nó cuối cùng là Ừ, tuần chú chứ không phải là đây nói này nó hơi lạ, mà cái lúc mà nó hút tất cả mọi thứ ấy, hình như là nó kiểu nó hút xong hết, xong đừng tính nha, nó nhập vào người anh. mày dưới tao mổ mày bắt sẽ bảo yên tâm mày vẫn sống. Mày tin tao cá vẫn sống rồi mày sẽ sống. Bây giờ chú thích ăn mắt luôn rồi hả? Nó nhập vô người chú chứ không phải chú bỏ vô mồm. Từ từ, có một số điều tôi cần nói cho mọi người biết. Hôm nay khi mà chúng ta đi xuống đó lại lần nữa, một số kiếp nó tràn về và tôi đã thấy trong những cái mảnh kiếp của có con mắt. Mày Nó gọi nó đang lên xem nào. tỏa những luồng, em gọi nó lên được thì em làm ngay lúc này, Thì mày thử đi nhưng Phát không được ơi. kể cho một. Ừ. Mày đã thử chưa? Mày đã thử chưa? Ok, em thử. Mày nghĩ về Không đó được đi. thì gọi không bắt ơi. Mày nghĩ về đó đi. Mày gọi lên xem nào. Văn nhắm mắt kỹ về con mắt, con mắt tập trung vào những cái hình ảnh mình nhớ từ trước. Thôi, Văn bắt đầu nghe những tiếng gió xung quanh nó lặng lại, những tiếng mày nghĩ đi, mày nghĩ đi, nó lặng lại một tí. Nó trong lúc đấy lại bắt đầu nghe những tiếng xì xào như là 1.000 tiếng đang nói thầm thì bên tai. Lúc này Văn mộng đang nghĩ gì? Nó bật mic, bật mic, Mồm bật đang tắt hết cả. mic. Mà mọi người nghĩ là nó sẽ chui cái mắt ra từ giữa trán thì mồm nó nhẹ ra không mất nữa chứ. Bạn đang kiểu Văn nhìn bây thấy giờ hình mắt ảnh nó chui đấy, ra xong rồi. Văn nhìn thấy cái hình ảnh như là con bắt chửi từ miệng một cái hình ảnh nó thoáng qua những cái tiếng xì xầm. Ôi chị Mộng, sao sao em thấy chị là hình của em mà con mắt bỗng mọc trên đầu, nó biến mất Hả? xong nó lại chui ra từ miệng. Sao mày biết tao nghĩ gì? Ý là từ từ tao chưa thấy nó chưa từ miệng hay từ mồm luôn mày làm lại đi xem nào. Để tao xem nó chưa từ chỗ nào. Chú Văn cũng biết detect thoát hả? Wow. Wow. Khoan, lại mới đọc suy nghĩ của chị nha. Thì tao đang nghĩ là tao đoán xem nó chưa từ từ đây hay từ đây thì nó sẽ hợp lý hơn. Tao nghĩ mày nhè lưỡi ra, mình có mắt tao bay ra sẽ hợp lý hơn là tự nhiên mất phục sinh chán. Nếu như mà cái con mắt nó nhập vô người của chú Văn rồi, bây giờ em cố attune nó thì em cố attune chú Văn rồi. Oh my god. Mày thử đi. Nó chắc là nó biết Con chị tao bị. thử nào. chú bắn con à? Ủa Chú cái này là vì mục đích tìm hiểu và nghiên cứu nha. Ai đúng cho cả chú rồi, kỳ ở đây đây còn lên mắt. Đây đây. kì mọi người từ từ mọi người Không sao đâu, em sẽ lay on hand cho anh mà. Atun mình không có đau đâu, chắc vậy. Hy vọng là như thế. Hy vọng là như vậy. Là muốn làm gì thì nhanh Làm gì thì nhanh lên. lên nào. Làm sao đây là chôn nhỉ? Chạm vào nhập tâm à? Nắm nắm tay nhập tâm cái thứ muốn nắm cái gì? Ngoài Chứ tay còn cái ra thì gì có để còn nắm? được nắm gì nữa? Em biết được. Không, Có không chán. nhiều chỗ trên người chú Ba có thể sờ được lắm. Sờ đầu Động chẳng đi. hạn. Nắm Nó tay đây là thôn. khi mà nắm Đầu tay phải có nắm đầu. nó không có cảm giác giống như ở thun lắm, giống như là đang nắm tay. Dùng dài dùng dẻ. Là mày làm dữ chưa? Đấy. Mày đứng như này là mày làm cái gì hả mày? Em không ở tôn được gì hết. Chú Văn không phải là magic item. Chứ mày nắm cái khác thì mày nắm đầu ấy phải không? Đúng rồi. Ừ. Kiểu cái À mà con mắt mà đúng không? Hay em anh nắm đã mắt?
anh Thu bắt đầu rồi anh. Nếu mà cứ sờ một hồi đi đã đâu nó thấy thì sao đúng không? Để chú nhắm mắt lại. đừng móc bút. Sờ mắt. Cảm ơn. Ý là có cảm nhận được trong người của chú Văn có cái gì đó khác ổng không? Dòng ma thuật không phải là của cleric. Yeah. Có bất kỳ phép thuật nào để cảm nhận được cái đấy không? Hay là kiểu chỉ em có qua học thuật không biết của bản nữa thân. Nếu nó vô não á thì có detect thought, còn không thì không. Em muốn làm cách nào? Em muốn detect thought. Ok. Nếu như mà chú ta quên thì em sọc thẳng vô não của chú ta để mà tìm những gì mà chú ta không nhớ. Não bộ của con người có thể ghi nhớ lại nhiều thứ mà mà chúng ta không nhớ được. Lặng tìm vào trong tiềm thức của chú Văn. Vậy mình có muốn làm thế không? Có. Ok. Khi mà cast detect thought rồi cho một tí màu mè cast phép nào. thì detect thought có gì màu mè đó ta? Cái đó phải nói rồi đúng không anh? Cái spell đó cần phải Flavor nói. Flavor là của em. Có Flavor verbal. Của em. À ok. Thì thay vì em chạm vô mắt ổng thì em nhìn thẳng vô mắt ổng thôi. Xong mình nói kiểu giống như là nó vô trong đầu ổng vậy. Anh có coi cái tập 2 của The Shining không? Phần 2 của The Shining nó có một cái rồi thứ thật. Gọi là Shining là đi vô trong đầu của một người nào đó và cái sắp xếp cái thông tin của họ tùy vào trong bộ não của họ. Kiểu như là nếu như mà chú Văn là một người ngăn nắp thì thông tin nó sẽ xếp như là mấy cái tủ hồ sơ. Còn nếu như chú Văn là một người không ngăn nắp lắm trong suy nghĩ của mình thì nó là một nùi giấy cắt dán tùm lum tâm thần mình nó phải ngồi trong trọng để mà sắp xếp lại từng chút. Đúng rồi đó, cái thứ hai. Đủ má. Ok. Mà đầu tiên khi mà detect thought hiện lên thì mình sẽ thấy không? Trong cái aura thì tất cả presence của mọi người ở đấy. Trong đầu của Văn đúng là không được ngăn nắp lắm. Nhưng mà bên cạnh đó, mình cũng cảm nhận được một cái presence, một cái luồng suy nghĩ nó rất nhẹ khác. Từ tầm cũng ở cùng vị trí với Văn. Chết rồi, chú ơi, có dòng heo. Nó không phải Sukarna đâu. Mình có muốn làm gì cụ thể không? Với dòng suy nghĩ của Văn hay là dòng suy nghĩ của còn à, nó sẽ cố đi khẽ, nó nhẹ, cười duyên kiểu đi xem coi cái dòng suy nghĩ còn lại là từ đâu ra. Trong đầu đó đang có rất là nhiều giả thuyết. Không nhẽ chú Văn bị rối loạn đa nhân cách. Không lẽ đây là nhân cách khác của anh ta đang suy nghĩ. Oh my god, không lẽ chú ấy bị PTSD. Khi mà đi sâu vào trong những cái căn phòng bừa bộn đấy, ngó nghiêng thì cố tìm cái dòng suy nghĩ khác. Đột nhiên là mình cảm thấy như có một cái hình bóng nào đấy nó đứng đằng xa và nó giơ tay ra một cái. Mình cảm giác cả người mình bị đẩy hụt một cái về đằng sau, giống như là qua một cái hành lang rất dài bay ngược lại, từng cánh cửa đóng lại và rồi mình quay trở lại bản thân mình ở ngoài thực tế. Chắc nó sẽ chảy máu mũi đó, nhưng mà wow, chú có bị đa nhân cách không vậy hả? Em thấy ở trong đầu chú có bóng ma tâm lý bự lắm. Chắc là không. Dỗ da chú ăn kiểu không sao đâu. Nếu như mà chú cần therapy thì có gì em trả tiền cho cũng được. Không, chứ là từ trước giờ chú chưa từng nghe, ta chưa từng cảm nhận được, nên là chưa từng bị có một cái quãng nó mất kiếp như thế này. Nhưng mà tôi thấy được gì trong đấy. Thứ nhất thì suy nghĩ của chú lộn xộn hết. Hồi nãy con đi tìm thông tin về tuần trước mà con lại tìm được một cái mảnh thông tin là chủ nhật tuần trước ăn cái gì. Lúc mà con đi đi tìm thông tin về Rene thì chẳng hiểu tại sao lọt đâu ra mấy thông tin của chú Bảy. Nói chung là chú nên sắp xếp lại đầu óc của mình một chút. Sau đó thì con thấy nó lấy cái quyển sổ ra, xong rồi nó phát thảo lại cái hình mà hồi nãy nó thấy của cái bóng đó. Cái nó kiểu dáng người đó cao hay là thấp hay là kiểu nhìn được cái silhouette ấy như nào thì nó phát thảo ra, xong nó đưa cho chú Văn. Nè, chú có nhìn thấy quen không? Thằng nào thấy? Anh Hiền mà thở ra nhìn giống Hoàng, giống hình của Hoàng đó, là cười luôn nha. Bóng hình quen thuộc. Ê dạ. Ủa, cậu bé năm nào? Nhìn nó cũng quen.
Văn thấy hình này, nó sững người là nó sẽ gấp tờ giấy lại. Tạm thời thì chú không nhớ chính xác lắm, mong là sẽ nhớ được. Chú đang nói dối đúng không? Chứ là những thứ chú không muốn nó được gửi lên lần nữa. Vậy thôi. Thế quay qua rồi này, sau khi mà cái cô mắt hay cái gì đó nó tất cả mọi thứ lại, thì nó nhập vô trong người của chú Văn luôn hả? Hỏi lại cho chắc. Theo từ hướng mà tôi thấy thì có vẻ là vậy. Là chỉ có mỗi một mình anh thấy thôi hả? Tí rồi tôi vẫn còn đang ngồi nấp góc phòng xa xa nên là chắc là không trong tầm ảnh hưởng. Ý là thấy nó hút vô đường nào không? Có thể là nó có người khác thấy, nhưng mà những người còn lại ở trong cái chỗ trú ẩn của bọn Sanata đấy thì tôi không nghĩ là nó thân thiện lắm. Nó kiểu như nó chùi ngực cái sao ấy. Trời ơi. Cởi áo ra kiểm tra giờ luôn được. Không. Tay ở trên cổ rồi đấy. Thì cuối cùng là mọi người đã chắc cũng quên các thứ, thì chắc là chưa nghiên cứu về cái con mắt này đúng không? Đây nói lại này, hình như cái con mắt này cái bọn Sanata bảo là con mắt Golo hay cái gì ấy. Đấy, thì như cậu là người sách vở nhất trong này, tôi nói là câu này lần hai đây, cậu là người là nói hôm chủ nhật tuần trước, cậu người sách vở nhất trong này thì chắc là đi tìm hiểu gì đó. Ý là player thì biết, nhưng mà thế chưa, thằng Minh nó có biết không, anh có muốn cho nó biết không? Chưa. Ý là sao ta, tôi cứ tưởng là nó sao ta, tôi tưởng là lãnh chúa never remember, không nhớ tên đâu, never ever. Gì ta, tưởng nó đã bị xung vào con quỷ rồi, không ngờ là nó gả dự gửi cho anh đó hả? Con quỷ cái gì? Ấy là thu vào công quỷ khi mà ổng bị ấy á, ổng bị lưu đày đi. Cứ tưởng là nó thuộc về quyền sở hữu của cái ông đó, xong rồi được xung vô trong công quỷ rồi. Cái đấy tôi cũng không rõ nhỉ. Vụ đấy nói chung là lùm xùm rất nhiều. Mà có vẫn cảm giác cái số tiền xung vào công quỹ nó chưa hết sao? Thì anh là con của ba anh mà, anh cũng biết ông phải khôn thế nào để ông mới ngồi được cái vị trí lại nói chứ. Lại nói như mấy cái phóng viên là tôi không muốn liên quan với ông ấy. Tôi là một người khác hiểu không, mặc dù là tôi là con ông ấy. Tôi qua cầu đấy. Tôi không ủng hộ những gì của tôi làm. Trong trường hợp bị điều tra bởi cơ quan chức năng, tôi không liên quan tới bố tôi đấy hả? Nhưng mà đúng. Anh có nghĩ đến chuyện rằng là nó là chìa khóa dẫn tới những thứ mà bố anh thó được không vậy hả? Đấy tôi không chắc được. Nhưng mà nghe bọn Sanata lúc mà bọn nó tìm được cái con mắt, nó cũng nói với nhau gì đấy hí hưởng lắm. Nói là cái gì đấy, Never Ember's Enigma. Cái sự bí ẩn của lãnh chúa Never Ember. Sao mà là con trai ông mà nó ngu đấy. Nhưng mà bổ bài chú Văn không sao đâu. Nếu như mà theo đúng những gì mà em đã học thì cái cục đá này, à không, cái con mắt này nó cũng không hợp một người quá lâu đâu, nên chắc vài ngày nữa nó cũng tự chui ra. Mong là vậy. Nó chui ra từ giữa trái đến từ bụng. Mà bằng đường nào? Có những câu hỏi chúng ta không nên biết câu trả lời. nó vô đường nào, nó ra đường đó không ạ? Vỗ vỗ ngực của chú Văn kiểu không sao đâu, đẹp đẹp. Ôi chị ơi, ví dụ chờ chị mổ ra chị thấy giùm em luôn được không chứ? Mày sẽ sống. Không sao đâu, còn có em ở đây mà. Em thấy mà nó chui ra từ đây thật, mà lúc em đang ngủ thì em cũng đi. Nhưng mà tại sao mình phải giấu bên cảnh sát làm gì nhỉ? Phải nói chính xác hơn là tại chúng ta là không nhớ điều này. Thì theo lý thuyết thì cái cục đá đó nó rất là thích duy thức, nên có thể nó ăn mất rồi. Nhưng mà mình nhầm. Mày bị điên rồi, tao kiến thức nó ăn tao vẫn còn mà. Nhưng nó nên nghĩa là nó trong người chúng thì nó ăn của chúng 1, 2, 3 cả cái cà phê đang ở nhà là 4 người. Tại sao nó ăn hết được khi nó đang trong người chúng? Thì chú ở chung với tụi em mà, bây giờ phải cách ly chú thôi. Nó lùi xa 2 bước.
cái trí não này quá thông minh để mà bị ăn, ok? Thế mà nó mà chọn tao thì là thì nó chết đói đúng không? In 8. Same here, by the cũng way. Có thể. Cũng là một người in 8 trong in 8. Tại sao giữa một lỗ như này mà nó lại lại không chọn bay con này nhỉ? Đứa in 18 kiểu. Đấy, tập là sắp chết đói rồi. Còn mẹ gì mà ăn đâu. Tên thần không okay. biết mà. Thì mọi người còn cần nhớ gì không? Hay là để mày thì đi đâu đó khác. Hoặc là xong rồi có là tao... Ừ, mình cứ đứng nói chuyện với cái bụi cây mãi cũng không ổn lắm. Chắc là nên đi đâu đi. Mày đi ngủ đấy chứ. Thực ra là em vẫn sẽ sợ không ra đường nhiều. Nếu cần nói chuyện thì có thể là gặp lại ở đây, và cũng tùy mọi người, nếu mà thấy phong cảnh không hợp muốn tìm chỗ khác và cũng ổn bí mật tí thì có thể nói em. Nếu mà cần ngó xung quanh thì em ở địa chỉ này, ở cái phòng trọ này, nếu mà cần gấp thì qua đây. Anh đừng có ra đây nữa nha, mũi chết đấy. Nói thế đây vẫn đây vẫn là mẹ bộ mẹ tôi mà. Mày xuống mày nằm cùng luôn không? chúng ta cần. Mặc dù việc nằm cùng với mộ nhà Brandap là một vinh dự, nhưng mà em không muốn nằm sớm thế. Cảm ơn chị. Bây giờ hay nào? Cậu cũng nên về đi, cẩn thận nhé. Đừng chết nha anh. Lừa một cái. Không, chỉ đùa thôi, không có đâu. Sense các từ xung quanh chắc không có thật đâu. Anh nhìn nhờ lúc kia, lấy sẵn tóc đi. À ừ. À không. Thường, bình thường là em có thêm thằng bảo vệ đấy, thằng bảo vệ đấy đợi đi đâu rồi. Thôi không sao, cái việc của em. Một gặm một buổi mà mở mồm câu chết anh cơ. Sau gặp chị muốn điếu thuốc, chị có thể ra đâu đứng hút. chị cởi bộ. À, rồi Yuki cởi từ chị nhớ chị có cái này hay lắm này. Xong rồi là Yuki lục tìm cái danh thiếp của cái nhà tang lễ. ở đây còn có chương trình mua một hòm tặng một hòm nữa nha. Là cho em rồi cho chị đúng không? À ha. Vậy như vậy thì sẽ thu qua đoạn này. Thanh niên đi về, mọi người đi về. Thiện sẽ có đúng một cảnh rất nhanh rồi xong sẽ kết thúc buổi hôm nay. Nếu mà có bất kỳ cái gì là nội tâm suy nghĩ, mọi người có thể roleplay trong text trong cái buổi tối hôm nay. Buổi sáng hôm sau tức là Văn sẽ lên đồn đúng không? Đúng rồi. Mộng có dặn gì nốt không trước khi mở cửa phòng cho? Nhà mình ở nhà ăn lẩu. Nhà mình ở nhà ăn lẩu. Có mời một vài người bạn quen thuộc, nhưng đấy là bạn riêng ha. Thế rồi đi. Ok. Thế mà không là bạn được thì... Nếu mà hỏi là bạn nào thì bạn là mấy con chuột thằng Minh nhá. Không ai vô chi thằng Minh nữa chị. Uy tín. Thằng Văn sẽ đi lên trên đồn kiếm anh bảy. Anh sau một cảnh khi mà ra khỏi nhà và bắt đầu rẽ lên đường đi đến chỗ đồn ở quận thành, chỗ trung tâm thành phố. Văn thấy là ở tầm đầu cái đầu đường khu phố nhà mình có một cái đám lùm xùm gì đấy, rất là đông người tụ vào. Thường buổi sáng sớm như này thì cái ngõ của nhà mọi người là cũng nhiều hàng quán cũng đông, nhưng mà đông này thì nó hơi nhiều quá, phải chen một hồi mới đi qua được cái trong đấy. Văn thấy là giữa có vẻ như là mọi người đang xúm lại để xem một cái gì đấy ở giữa, và khi mà đẩy ra Văn cũng nghe thấy những tiếng là tránh đường, cho xe đi nào. Làm cái gì mà cứ phải đứng ở đây hết đấy. Anh ra. Văn thấy một cái xe ngựa rất là hoành tráng đang tiến về hướng ngược lại mình đi. Người mà đứng chen chân để ngó vào, ngó xem cái xe đấy. Văn thì vẫn cứ đi tiếp việc của mình thôi. Khi ngó qua thấy trên cái xe có một cái gia huy của nhà Castle Hunter. Đi đâu chưa tới đây cả trời. Văn
tiếp tục đi lên đồn. Ở nhà, khoảng không lâu sau, mọi người nghe tiếng gõ cửa. Ơi, tao bảo là rau thịt buổi trưa mà chưa gì đã đến rồi đây. Bỗng thấy hai người lính, người bảo vệ đang đứng cầm đứng cầm một cái thanh thương chống bên cạnh hai người. Dạ, văn phòng thám tử nước sâu đúng không ạ? Xin chào. Cô Mộng, quý bà nhà Castellanter có đến thăm. Cái sàn thờ bọn nào nhỉ? Đứng thảo Minh kiểu hồi mấy chục năm trước làm lore ở đây đó, chỉ cần biết gì thôi, Nó một xuống trong chất những rồi y nhưng mà bây giờ vẫn vẫn là lo nhưng mà không phải phải là đứng đầu ấy, kiểu đúng không? người ở trên đó. Người ở trên đó. Cái Ồ, dạ, này có khách, có khách. Đi dọn nhà, đi dọn nhà. cái này cất cất cái cái này ta được, cái này ngoài nhân vật thì có thể quên nhưng mà trong nhân vật nhưng không mà biết trong là nhân vật không đúng, luôn không biết là không ok. đúng. Biết được Nhưng mà Hằng Minh thì nó biết cực rõ luôn, gặp rồi bà, nô bộ với nhau cả. Dạ vâng, tại sao mọi người đến đây ạ? Hành lễ đi, Ý là hành lễ đi, hành lễ. Yugi vẫn đang dọn nhà. Và chúng ta sẽ kết thúc cái session ở đây. Cho đường 2 phút lục lại nốt anh đã gửi. Thằng này nó thay mặt rất nhiều nhà quá, ngơi nhiều quá. Đâu ta? Bộ máy chính trị. Này là Amalia đúng không? Anh. Tên bà này là Là mơ Castellanter. Murma Murna đúng không? Mơ em của Mộng. À, hả? Em vậy à? Em có thể tên tiếng Anh không gì? Má em mày, mà mày không nhớ. Sợ tôi. Em của Mộng cưới vô nhà Oh. cái Salanter. Oh Em nhớ rồi. đây, Rượt tác lại rồi đây. Em thấy rồi, em thấy rồi. Wow. Wow. Thật Quý sự hóa quá. quý quá quá, đúng quá, quên xử mất thằng chỗ. Cái nhà này dễ chặt. Hình như con em mình cũng cưới nhà nào tên nó dài dài. Ôi Anh hơi buồn. trời ơi. Em quên rồi. Nhớ quý Ừ. quá. Tại vì đống nhà nhiều quá. Ủa chứ cái nhà mày chọn hả? Không, tao để anh Thiện chọn mà. Nói anh Thiện mất cho tao quý tộc nào, tao lấy quý tộc đấy thôi. Ôi. Ồ oh, wow. Ao cha thì sự xuất hiện của cái nhà này bắt đầu làm cái giáo hội lúc đầu make sense rồi. Tôi không biết gì hết. Tôi biết quá nhiều. Giáo hội nào? Giáo hội Nào? hai vai. Giáo hội hai phai á. Đấy Ừ. à. Tự nhiên giáo hội không Cái có tên. Ok. tượng Ok. hai phai thật. Yeah. Vậy là kết thúc cảnh là chuẩn bị gặp Là chúng ta sẽ gỡ kết thúc em của Mộng. kết Wow. thúc session. Giống hạn cảm xúc vậy. Sao nửa đầu nó đi thật sự, Một nửa sau nó vô chi thật sự. session đầy tàu lượn cảm xúc. Ok, chúng ta sẽ quay sang trao XP tình thương. Mỗi người có thể nhận xét xem là buổi hôm nay mình cảm thấy thế nào, chơi thích điểm nào, chưa thích điểm nào. Chúng ta sẽ bắt đầu chỉ định sai, không trên xuống không dưới lên nữa, chỉ Hôm nay thì tự nhiên vẫn là cái lúc mà anh Lang xuất hiện. Ôi, thật ra là nó bị bất ngờ á, tức là lúc mà từ session không á là cũng có nói là cái nhân vật này sẽ xuất hiện ấy. Xong rồi lại em lại kiểu mình sẽ phải chuẩn bị một cái gì đấy cả. Đíp đíp cho nó. Xong rồi em cứ nghĩ là chắc là còn lâu lắm mới gặp cơ. Hôm nay nó ra đúng kiểu surprise thì ok, mặc dù là không có cái sự chuẩn bị nào hết nhưng mà em cũng thấy cái màn debut của Lang và cái roleplay xung quanh nó em cũng khá là satisfied nhá. Rất là cảm ơn Văn đã nhận ra cái sự mà kiểu cái lúc mà Yuki cầm dao ra không không ngăn là Yuki sẽ không được, không chắc là không giết thật đâu, lúc đấy là định kiểu chặt đuôi các thứ thôi. Nhưng mà như thế thì chắc chắn là Yuki sẽ ngay lập tức vào cái mood, nó sẽ down bad các thứ luôn ấy, thì nhanh quá em cũng chắc là không thích lắm, nhưng mà hôm nay cảm thấy mọi thứ đều thật là suôn sẻ.
cái cả emotion roller coaster cũng rất vui. Ok ạ. Ngon. Cảm ơn Sài. Nghi. Vâng. Thì session hôm nay rất hay, không có gì để chê. 10 điểm hết. No comment. Ok. Cảm ơn Nghi. Đường nào. Em định bảo bắt một bước lên tao ngủ đi, tao đi đâu được. Nay em rất dừng khá là sao ta, so với buổi trước kiểu mình đang biển lên sóng lặng, hôm nay là bão giật cấp 4 đùng 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 ấy. Cảm xúc nó hơi giật mình, hơi kiểu bị đớn. Em vẫn thấy ngon, em vẫn đang tận hưởng buổi chơi này, tận hưởng cả những giây phút vô tri nữa. Khá là thích cái cách em không biết thẳng làm thẳng nào, nhưng mà cái một nhân vật phụ xuất hiện rồi, cái cách mà Yuki thực sự có kỉnh và muốn đấm nó, tiếc là tôi không ở đấy, không tôi đừng nghĩ rằng đấm nó đi. Cái cách mà Minh đau đớn vật lộn khổ sở với cảm xúc của mình, nhăm mầm đau đi em. Văn mày ngu quá, nói mẹ đi rồi. Anh ổi cũng không biết anh ổi dỗ, cũng không biết dỗ. Anh ổi cũng anh ổi ngu ai vào là đi thì đi một mình, mở thì mở tủ nếu mà thằng nó chạy sọc ra, người tưởng tưởng kiến trái bên trên, khiến tưởng có ma. Sao thằng này lại mở cái văn phòng này, tao biểu đi sao nó bị đuổi việc đấy. Ông chửi em vô chi, sao ông không bao giờ tự nhìn vô bản thân mình. Cậu thật, tao biểu lý do. Vui, hôm nay một session rất chung, cảm ơn anh Thiện, mong mong. Cảm ơn Tường. Nuni. Cảm ơn anh Thiện, hôm nay session rất hay. May là khúc giữa nó có 5 phút nghỉ ngơi, chứ không thôi nó nhảy qua vô chi nhanh quá thì tụi em cắm đầu. Kiểu muốn tụi em không thể đảo nó nhanh đến vậy. Nhưng mà may có 5 phút ở giữa, mọi thứ nó dịu hơn. Cái cảnh mà cái cảnh mà lúc mà Thiếu Quý Dũng chết là em lần đầu tiên em có cảm giác đớn như vậy. Là trước đây có một cảnh của Hùng đã là nó rất ngon rồi, là em ngồi em nghe và em rất thích. Nhưng đây là lần đầu tiên em cảm giác đớn như vậy. Em thấy người đầu tiên chết. Ông kìa, ma, đau thế. Đúng rồi, chơi biết vậy. Người tốt thì sao? Biết vậy khúc đó em cry on command để mà làm cái cảnh nó đớn hơn nữa. Nhưng mà... Đúng rồi, cái cảnh đó đớn hơn là nhờ cái cảnh mà thằng Minh cố giữ cho ông Dũng sống á. Rồi đến cái cảnh mà thằng Văn phải làm cái cảnh cuối cho ông Dũng. Ui, nó hay, nó đau mà nó hay. Em rất thích cảnh này. Thì ra mọi người đều bị mờ. Đau khổ quá, vui quá. Sài đã thành công mang châu ma cái thằng lang từ campaign mình ra campaign này. Kiểu mỗi lần nhìn đến nó là ôi đau khổ bao nhiêu vui quá. Không sao, tao có cái bẩy này. Đấy, sao mày chủ. Okay. Cảm ơn Nudy. Còn gì không? Không. Thì Thiện cũng... Thôi đi. Cảm ơn quên mày. Cảm ơn Sài. Đúng, em rất thích cái cảnh mà Sài xách con dao đi lại chỗ thằng Lan. Nó thể hiện đúng nhân vật là sẵn sàng là mọi thứ chỉ để bảo vệ đồng đội. Dạng như dằn mặt thằng này là mày có thoát ra lần nữa thì tránh sai anh em tao ra. Còn chị Mộng thì vẫn hèn quá chị. Đến cái dây chuyền thằng Minh lấy được chị cũng đòi cảnh sát đi xuống, chị cũng tính đi sau cảnh sát chị. Mà nó còn cái gì đâu chị. Chứ cái cảnh mà em đi giờ chẳng phải em đủ chị chung. Tao ra rồi. Cho tao sống mày. Tao phải sống mày. Đó. Chứ vậy người ngoài đi chung chị. Mấy vụ nha, toàn tao là không người báo cảnh sát thì tao mệt lắm nha. Chị tôi có đồ cảnh sát. Á chị Mộng. Vậy mọi người khác còn đang bận châu ba hết. Mộng cứng sân. Chắc tao không biết buồn. Thôi đi bảo cảnh sát đã. Hết rồi đó. Đi còn ý gì không? Ok. Yeah. Thì Thiện cũng nhận xét là buổi hôm nay Thiện rất thích khi mà mọi người đã đều vịn vào những thứ mà Thiện ném ra trong buổi chơi để tạo những khoảnh khắc hay cho nhân vật. Thiện thích là mọi người đều thấy hứng thú với cái buổi chơi, có cả phần vô chi, có cả phần cao trào. Và thì cũng thích là nó đã set up được một số thứ cho việc plot này.
có mọi người đều thiện cảm thấy đều chơi rất đúng với nhân vật, kiểu khi mà có cái việc để căng thẳng xảy ra trong game thì kiểu mọi người đều bộc lộ ra cái nhân vật mình muốn chơi như thế nào. Ví dụ như mình rõ ràng là nhìn thấy người chết thì rất là trâu ma, Yuki cũng trâu ma thể hiện theo một cách khác, thể hiện định thể hiện cái sự tức giận lên thằng Lang. Có hai cái giữa nhân vật Văn và nhân vật Mộng, cái đoạn nói chuyện về cái sự tò mò của mày dẫn đến những cái gì, cái đoạn đấy Thiện rất thích, nó thể hiện được rõ rất rõ cả hai nhân vật đấy, cái quan điểm của họ như thế nào. Và có một cái thì Thiện cũng cảm ơn cả Nuni và Nghi, đấy cũng là một phần của nhân vật mọi người, nhưng mà Thiện cũng thấy mọi người cố gắng bắt hint của Thiện để đẩy cái plot. Ôi vậy anh, em I mean, tất nhiên là có những đoạn Thiện cũng improvise, nhưng mà kiểu như ví dụ nhân vật Văn mà Nuni cho có cái hố kia rồi bỏ qua, được rồi đẩy plot nào. Hoặc là Nghi cho nhân vật Minh thì có cái locket này ngó vào tìm, rồi plot đây rồi. Vấn đề là thì Đấy cũng nghe là được cái tính cách của nhân vật mọi người chơi nữa cũng một phần, nhưng mà khi khi mà có người chơi mà vịn vào những cái thứ mà Thiện ném ra như thế thì Thiện cũng thích bằng một cách này hay cách khác, và đấy sẽ lúc đầu em là tính đi tìm sao ông lãnh chúa anh, lúc đầu em tính đi tìm ông lãnh chúa xem kiểu khoan chết rồi ông này hình như đi tù đúng không ta đi tìm con ông. tìm lãnh chúa là ra Neverwinter em ơi, thành phố khác. Đi Chúng anh chuyển rồi các bên à? chết rồi chết rồi mình chuyển camera rồi bây giờ Vanover. phải đi tìm con thôi đi nào. Đó là kiểu những nhận xét về Thiện ở buổi hôm nay. Thiện không có gì chê buổi hôm nay cả. Cách mọi người chơi vẫn rất enjoyable với Thiện. Vẫn là một buổi hangout rất là vui. Ở trên hết một buổi game cũng là một buổi hangout mọi người. Và để kết lại cái session này thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi trên YouTube, ấn like, subscribe để tiếp tục theo dõi các phần sau của Thám Tử Nước Sâu. Còn cái gì không nhỉ? À, đúng rồi, mọi người cũng có thể vào Discord, cộng đồng chơi game nhập vai Funky Dungeon Master để chơi game cũng như xem cái phần text nhập vai trên viết của tất cả các thành viên trong cái campaign này. Cái link luôn.